Là lấy theo Nhất Bản, người ta gọi là Buddha. À, Buddha đó thì nó đi từ chữ ngữ là chữ Budi, tức là sự giác ngộ. À, mình gọi là Bồ Đề đó. À, thành ra Đức Phật là cái gì? À, Đức Phật là thực sự ra nó chỉ Buddha là chữ A mở bên tiếng Phạn để vô là chỉ một người. À, thì đây là một người giác ngộ thôi, chứ thực sự không có gì đặc biệt hết đó. Thành ra quý vị cũng sẽ là một người giác ngộ, thì tức là quý vị là Phật. À, nhưng mà giác ngộ như thế nào mới gọi là Phật á, thì cái chuyện đó mới đặt vấn đề. À, bây giờ từ cái chữ giác ngộ đó thì bây giờ mấy tổ mới đặt ra cái giác ngộ là giác ngộ ra là sao, giác ngộ như thế nào, giác ngộ cái gì mà được gọi là Phật. Thì thực sự ra trong cái kinh điển nó nói đó, trong Điển Thường Tông mới nói đó, tất cả những cái thấy nghe hay biết của mình á, là không phải, tức là cái biết của mình hay cái biết về khoa học kỹ thuật nó cũng không phải là sự giác ngộ. Giác ngộ như Phật nó là một cái sự biết, một sự có thể là một cái giác ngộ gì đó, nhưng mà không phải gọi là Phật. Thành ra định nghĩa lại, thành ra cái chữ mà Đức Phật mà trở thành gọi là bậc giác á, đó thì nó định nghĩa như thế nào. Bây giờ dùng từ ngữ này thì nó dùng như thế này: kiến văn giác ri. Kiến văn giác ri tức là thấy, kiến tức là dùng, Phật giáo nó dùng á, như là thiền tông nó dùng á, kiến là cái sự thấy bằng con mắt, hay văn là sự thấy, sự biết bằng lỗ tai, giác á là sự thấy, sự biết bằng xúc giác, tức là sự chạm, ri á là sự biết bằng ý thức. Tức là bây giờ đó mình dùng tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý để mình cái giác đó nó cũng còn nghĩa là cái biết của cái lưỡi nữa, tức là mấy ngũ căn của mình á, thì hai căn nó dính vào cái giác là cái lưỡi và cái thân, dính vào cái sự biết của nó thì gọi là giác, chẳng hạn như vị giác hay là xúc giác, thấy không? Còn cái biết của con mắt á, cái thấy biết của con mắt thì gọi là kiến, cái thấy biết lỗ tai gọi là văn, rồi giác tri là cái biết của ý thức, cái nhân giác tri. Thì trong đó nó có dùng chữ giác, và chữ giác là giống hệt là chữ giác của Đức Phật giác ngộ nhưng mà cái chữ giác của Đức Phật á, để phân biệt cái giác giữa cái lưỡi và cái giác của xúc giác, tức là sự sờ chạm. Ví dụ mình sờ chạm một cái gì thì mình biết là trơn, ngán, nọng, lạnh, nóng, tức là cái giác của xúc giác, của cái thân. Còn cái lưỡi mình nếm cái gì thì biết đắng, cay, là ngọt, hay là gì vân vân á, đó thì cái biết của cái lưỡi. Để phân biệt cái giác này như cái giác của Phật á, thì ta không gọi Phật là một người giác, mà gọi là một người giác ngộ, có chữ ngộ đúng nữa, nhớ không? Thành ra Phật á, là một bậc giác giả là chữ của Tàu đó, là một người giác. Nhưng mà cái giác này do cái ngộ, cái chân lý mà giác, cho nó dùng chữ ngộ luôn, tức là nó không có dùng trong cái chữ bình thường là chữ giác không. Nếu chữ giác không thì có thể người ta hiểu là cái giác của cái lưỡi, của cái thân. Thì giác ngộ của Phật đó, thì giác ngộ cái gì và giác ngộ ở đâu, là làm sao giác ngộ, thấy không? Bởi đặt vấn đề ra, bây giờ mình tu con đường Phật thì mình sẽ đi theo con đường đạo Phật, và mình cái pháp đạo Phật nhờ đâu mà có, từ đâu mà sanh ra, thấy không? Thì mình hồi nào tới giờ là mình đi theo Phật bằng cái gì, bằng cái qua cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thấy không? Chứ mình cũng không biết cái giác ngộ từ đâu mà tìm nữa, phải không? Đức Phật thì tìm ra. Bây giờ tôi sẽ nói vậy là cách tìm ra cái giác ngộ đó mà không qua Đức Phật, thấy không? Đức Phật nói con đường Đức Phật đi ra thì các chư thánh cũng đã đi như vậy, các vị bích chích Phật cũng đi như vậy, mà mình khi mình tìm ra con đường đó thì không ai gạt mình được hết đó. Tại vì chính mình thấy được cái chân lý do mình, chứ không phải là do người khác nói lại. Bây giờ Đức Phật nói lại đó thì giờ ta diễn đạt sai hết trơn à. Thành ra nếu mà mình không hiểu rõ
được cái sự giác ngộ cái gì, giác ngộ từ đâu mà giác ngộ thì mình sẽ bị người ta gạt. Và sau này cứ khi mà Đức Phật mất á, Đức Phật nói là đừng tin gì Đức Phật nói, đừng tin những gì bậc cổ nhân nói, bậc thánh nhân nói, kinh điển nói, xã hội phong tục đặt ra, cổ đức đặt ra. Nếu mình đi cái pháp đó mà mình không được ăn là hạnh phúc, tức là giải thoát. Cái đó là cái di ngôn cuối cùng của Đức Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và cũng từ cái chiều hướng đó mà trong cuộc đời Đức Phật là Đức Phật không cho cái tập kinh điển. Bởi vì quý vị mà không hiểu cái sự giác ngộ mà bằng cách nào để đạt được giác ngộ thì quý vị sẽ bị người ta gạt. Tại vì quý vị không có hiểu là nó nằm ở đâu, chỗ nào, thằng ai nói gì nói. Thì tất cả tôn giáo nó có chủ trương như thế nào? Tại sao nó trở thành tôn giáo? Tôn giáo là một cái giáo điều, một cái giáo điển, một cái kỷ cương nào đó hay mà được người ta tôn trọng, người ta tin tưởng. Lý do tại sao người ta tôn trọng và tin tưởng? Tại sao tôn trọng và tin tưởng nó? Vì nó giúp đỡ cái gì được, nó cứu độ cái gì được, phải không? Tại vì người ta cần một cái sự che chở, một sự bảo vệ, một sự cứu độ. Và cái đó nó cung ứng được người ta cái đó. Thành ra người ta mới có niềm tin như đó, mà từ đó người ta tôn trọng. Thành ra nó có chữ tôn giáo. Còn tất cả khoa học kỹ thuật này kia vân vân, nó chỉ là cái giáo điều. Nó không phải là một cái gì để cho tất cả những người tôn trọng được. Thành ra, hễ là tôn giáo rồi thì người ta rất là kính trọng. Thấy không? Mà từ cái kính trọng đó, người ta hoàn toàn là tin tưởng. Chứ thành ra, nếu người ta không hiểu rõ đó, cái giác ngộ như thế nào, giác ngộ, cách tìm cái giác ngộ là tìm ở đâu á, thì người ta sẽ bị tất cả những giáo điều lừa gạt. Hiểu không? Tại mình có sự tôn trọng mà. Thì bây giờ quý vị tôn trọng cha quý vị hay mẹ quý vị, cha mẹ quý vị nói sai quý vị đâu có biết hay là sai. Thấy không? Quý vị vẫn tin tưởng cái điều đó là trúng. Mà do đó là quý vị rất là nhiều bị nhiều đạo sư, nhiều người nó gạt dữ lắm. Lý do tại sao là quý vị chính không hiểu cái sự giác ngộ là nó như thế nào và tìm ở chỗ nào. Mà chính quý vị là một Đức Phật đã tự ngay mình mà tìm được, thì quý vị cũng là một đối tượng có thể tự ngay quý vị tìm được, nếu quý vị biết được cái cách. Thấy không? À, để mình định nghĩa cái đó cho rõ ràng, để sau này mình thấy rằng thực sự nó nằm ngay trước mặt mình chừng chừng như này, chứ không đâu xa, quý vị tìm đâu xa. Rồi mỗi người đã hiểu, mỗi người phải tư duy về cái đó, cũng như Đức Phật đang ngồi dưới cội bồ đề mà tư duy. Thấy không? À, để cho nó mở ra để thấy cho rõ. Thấy không? Mà khi tư duy được như rồi đó, mà nó đúng như thật, thì lúc đó không có một cái gì mê mờ và không ai nói một cái gì mà Đức Phật thấy đã thấy sai hay là thấy trúng mà không qua sự chứng ngộ của mình, thì Đức Phật là bác. Thì quý vị được như vậy đó, thì những cái là mấy đạo sư nó trăng nó cụi vậy là biết hết á. Cho bây giờ là quý vị hết bị người này gạt, đến bị một người khác gạt, mà người ta đem ngay giáo lý Đức Phật người ta gạt quý vị nữa, chứ không có nói chuyện là nói về ngoại đạo thì quá rõ rồi. Thấy không? Thì cái mục đích đó, cái con đường này là dạy con đường tu để giác ngộ, mà giác ngộ để thành Phật kìa, chứ không phải đâu nói giác ngộ mà để thành những vị thánh nhân qua lá. Thấy không? Mình đọc từ từ. Nói vậy thì con đường nó thực sự ra tao chỉ cái chỗ mà để cho quý vị tìm thôi. Rồi quý vị phải tự suy ngẫm lấy. Chứ không phải tôi chỉ quý vị suy ngẫm từ chút thì không có được. Phải không? Tôi chỉ quý vị cái chỗ tìm, mà cái chỗ đó nó đâu này xa lạ đâu. Nó nằm ngay sờ trước mặt quý vị đó. Đức Phật tìm ở đâu? Lúc đầu Đức Phật á bị tìm chân lý là đi theo lời dạy của mấy ông thầy. Sau khi Đức Phật cạn áo sinh ra rồi mới theo mấy ông ngoại đạo học về thiền sơ, thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền. Học tới sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đắc được cái định phi thượng xứ, định cao nhất. Ngay lúc đó là thầy mà cao nhất của bên Ấn Độ là Múc Đà Lạt Phật á, đắc định phi thượng xứ, Đức Phật tập cứ khoảng chừng mấy tháng là đắc rồi. Thấy không? Mà Đức Phật vẫn thấy còn phiền não. Cái vấn đề mà Đức Phật xuất gia đi tu là vì khổ và phiền não, cái đó là cái đối tượng, là cái cú cánh Đức Phật. Sau khi đắc rồi, Đức Phật phải nói là khi vô phi thượng xứ thì thấy nó an lạc, nhưng mà xả ra thì vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ. Thì cái rõ ràng là cái cú cánh nó không có giải quyết được. Thì Đức Phật mới bỏ hết tất cả cái đó, bắt đầu ngồi suy ngẫm, đi tìm, suy ngẫm, rồi tập đủ những cái loại pháp mà mình nghe trong kinh điển nó dạy, từ nhịn ăn, từ tuyệt thực, từ nhịn thở, đủ thứ hết rồi. Nó nói cuộc đời Đức Phật tu rất là nhiều, khổ hạnh đủ chuyện hết, rốt cuộc cũng không có giác ngộ nữa. Thì tối bữa thì bữa cuối cùng thì Đức Phật ngồi ở cội bồ đề đó, suy ngẫm lại trong cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn mình sống như thế nào, nó trải ra làm sao, thì trong thời gian mà suy ngẫm gì đó, thì Đức Phật phá vỡ được cái màn vô minh, thì giác ngộ. Thì rõ ràng là Đức Phật thấy đạo nằm ở đâu, nằm ngay đời sống của mình đó.
đời sống cái gì trải ra, nhưng mà bây giờ cái gì không đặt ở đặt ra vấn đề là mình hành động trong đời sống như thế nào, tại sao đời sống khổ, tại sao cái này cái kia. À, thì bây giờ mấy tổ sẽ dạy cho mình một số câu hỏi để mình đặt ra, để mình suy ngẫm. À, mình suy ngẫm được thì mình giác ngộ. À, mình suy ngẫm được khổ đau nó xảy ra từ đâu á, thì không ai lường gạt mình được hết trơn á. À, người ta nói khổ đau mà khác, loài người cùng một cộng nghiệp, cùng cái nghiệp nên cái khổ đau nó giống nhau hệt nhau. À, là thú thì nó có một cái cộng nghiệp của nó nên khổ đau nó giống hệt nè. À, khi vậy suy ngẫm cái gì mà trúng rồi đó. À, thì không ai dùng cái gì để lạc gạt cái gì được hết trơn á. À, mà sở dĩ mà quý vị bị người ta gạt, bị người ta nói này nói kia, người ta dẻ dời mà không biết, là tại vì không bao giờ mình ngồi mình tư duy trong cuộc sống của mình đó. Đức Phật tiệp đạo ngay trong cuộc sống và áp dụng đạo vào ngay cuộc sống mà cảm thấy hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống. Trong đời của Phật là tri túc thiểu dục, mà đời sống rất là an lạc nhẹ nhàng, cái tâm ngày lúc nào cũng bình thản nhẹ nhàng hết trơn á. À, trong khi là những người như vua, như là quan, như trưởng giả, như cư sĩ là họ khổ não đủ chuyện hết trơn á. Thấy sự giác ngộ thực sự là nó là cái gì, nó nằm ngay trong cái bản thân của quý vị, nó nằm trong tất cả những đối tượng xung quanh quý vị, nó nằm trong những người xung quanh quý vị, nó gọi là các pháp, các hiện tượng pháp xung quanh quý vị và nằm trong bản thân của quý vị. À, bây giờ mình định lại cái chữ giác ngộ cho nó trúng. Giác ngộ là cái hiểu biết toàn diện, mà cái hiểu biết đúng. À, cái hiểu biết này mục đích làm cái gì? À, cái hiểu biết này cái mục đích đó, à, để mà giải thoát mình tất cả những sự khổ đau và phiền não, đó là cái định nghĩa của Đức Phật. À, tại vì Đức Phật á, phát tâm đi tu là muốn giải thoát được những cái khổ đau và phiền não thật sự. À, thành cái vấn đề đặt ra đó, à, là cái khổ đau phiền não nó xảy ra đó, thì mình phải suy tư và quán ngay nó, chứ không phải là tìm một cái nào chẳng hạn như khác hết rồi đó. Thấy không? Vậy thì cái giác ngộ đó thì trong cái nghĩa nó nói đó là một cái hiểu biết đúng đắn. À, cái khác với một cái sự hiểu biết, chẳng hạn như bây giờ mình học sửa xe thì mình biết hết tất cả những cái cách mà xe nó bị làm sao nó chạy không được, thì đó là cũng là một sự hiểu biết, thấy không? À, nếu mà đúng ra trong kia cũng ngộ ra là tại sao nó bị chết máy, ngộ ra là tại sao nó không chạy. À, ngộ ra này kia thì nó cũng là loại ngộ. À, nhưng mà cái ngộ này nó không có đúng nghĩa là giác ngộ đạo Phật. À, cái ngộ này để một giải quyết một cái phương diện của vấn đề, thấy không? À, thì trong thế gian này thực sự quý vị hồi xưa quý vị làm toán không được, thì ông thầy giải toán dạy thời gian của thầy dạy quý vị ngộ ra được cách giải toán, thì sau này đưa bài toán nào quý vị dạy cũng được hết. À, thì thực sự ra cái chuyện đó mà giải toán hay giải toán đó là cái ngộ thật sự á. À, tôi nhớ hồi năm tôi học đại thất, toán tôi giải không ra, tôi biết là dở toán, tôi không bế tắc, tôi bí hoài. À, thì tôi có ông anh thì ổng bà con ổng dạy đứa em của ổng. À, về tâm giác bằng nhau vậy đó, hồi xưa dạy thành học vậy vậy, thì ổng ngọn giảng vậy đó, mà đứa em không hiểu mà tôi hiểu. À, tôi hiểu tại sao mình làm không được. À, từ tôi khi mà ổng nói có một lần chớp ra tôi hiểu được, là sau đó tất cả bài toán nào tôi giải được hết trơn. Mà hồi xưa tôi nhỏ nó cũng kiếp lắm. À, mà tới nên tôi là một cái đôi toán coi sơ lần là tôi giải được hết á. Một lần mà nó ngộ là cái cách giải rồi đó, là làm được hết trơn vậy đó. À, thì ví dụ cái gì mình không biết là mình ngộ ra cái cách để mình làm được cái đó. Chẳng hạn như bây giờ mình học y khoa, mình ngộ ra cách để trị bệnh này kia đó, mình đưa ra một cái solution để trị bệnh này, hay nó gọi là ngộ được một vấn đề. À, thì cái đó nó gọi vẫn là cái ngộ, nó vẫn là cái ngộ, nhưng mà gọi là giác ngộ của Đức Phật thì không có trúng, là tại vì giác ngộ của Đức Phật là cái ngộ này để giải thoát, nhớ, giải thoát khỏi khổ đau phiền não. À, mà nguyên nhân của khổ đau phiền não là phải tìm ra, phải không? Và Đức Phật cũng giải quyết một khổ đau phiền não là vì chẳng hạn như mà nói là sanh già bệnh chết, đầu tiên là cái đầu tiên mà Đức Phật thấy là cái sanh già bệnh chết, thấy không? À, thì Đức Phật suy ngẫm cái sanh già bệnh chết, thì thực sự cái sanh già bệnh chết và những đau khổ phiền muộn của thế gian nó phát sanh ra là như thế nào. À, thì cuối cùng á, sau khi Đức Phật thiền quán cái đó, chiêm nghiệm cái đó, thì Đức Phật phải lên nói Đức Phật giác ngộ được cái điều đó. À, ngộ được cái điều đã giải quyết đó thì gọi là trở thành một cái bậc, nó gọi là Phật Đà, hay là gọi là giác giả, hay là chánh biến tri. Trong thường người ta dùng chánh biến tri, nãy mình nói là cái tri là cái biết, thì ý thức. À, thì nghĩa là trong ý thức của Đức Phật á, biết hết, biết toàn vẹn, nó gọi là biến là khắp nơi khắp chỗ,
hay còn cái biết của y khoa, cái biết sửa xe nó chỉ là một chỗ một vùng đó à. Thế thành nó cái dắt một cái đó nó gọi là cái biết từng phần, mà cái biết nó rất là nhỏ hẹp, nó không dính với giải thoát nữa. Thì để phân biệt á, cái chữ giác á ha, với cái sự giác ngộ của Đức Phật á, thì cái đó người ta gọi là, nó gọi là kiến thức ha, kiến thức chứ nó không gọi là cái giác. Kiến thức là do học, do họ hành rồi người ta dạy lại mình là mình biết ha. Nha, dùng cái thức chứ không phải là dùng cái trí. À, còn Đức Phật đó, cái biết của Đức Phật là do cái trí đó là thực sự là sẽ cái chuyển hóa từ cái thức mà thấy được chân lý thì thành cái trí. Đang giai đoạn tiên cái khổ mà hiểu được cái chân lý và khổ đó thì đã trở thành khổ trí, nhớ. Mà dùng cái đèn tất cả những cái pháp không mà bây giờ phải hiểu cái từ. À, để sau này người ta nói danh từ thì mình hiểu. Thì Phật có cái trí đó là do thường thường á là do là nhận được cái chân lý về cái pháp đó thì thành ra cái trí. Thấy không? Còn thường thường nếu mà chỉ thấy cái một cái một bề mặt phiến diện, nhìn qua một vấn đề để hiểu được cái vấn đề này, chẳng hạn như bậc nhà thực vật học nhìn qua cái cây cỏ thì thấy cây cỏ theo chiều hướng thực vật học, thì cái đó nó gọi là cái thức, tại vì không nhìn được toàn diện, thấy không? Đó. Thành ra từ sửa xe, từ bác sĩ, từ kỹ sư, từ vân vân để mà phân biệt gọi là những cái sự giác của Đức Phật á, thì người ta thường dùng là cái chữ kiến thức. À, chứ không dùng chữ trí mà cũng không dùng chữ giác, nhớ phân biệt chỗ đó. Nhưng mà khi mà quý vị biết rằng là trong cái giác thì nó cũng có nhiều loại giác quý vị đã học rồi. Thì thật sự Đức Phật muốn giảng cho quý vị cái loại giác nào. Thì lúc khi mà Đức Phật thành đạo vô Bồ Đề đó thì ngài muốn nhập Niết Bàn cho ngài không giảng, nhớ nha. Lúc Đức Phật mới nhập Niết Đề đó thì cái ngài muốn giảng là cái biết toàn diện của ngài cho những chúng sanh. Tức là cái đó thực sự Đức Phật muốn truyền đạt đó, nhưng mà Đức Phật quán sát lại thì không có truyền đạt được cho ai mà ai hiểu nổi hết trơn đó. Thấy không? Coi như mà quán sát lại thì lúc đó Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Ông nói bây giờ nếu mà truyền đi nữa người ta cũng sẽ không hiểu được, mà người ta sẽ không thực hành được. Thấy không? Nhập Niết Bàn thì lúc đó là Phạm Thiên với Đế Thích, hay là một ông là vua của trời cõi sắc. Một ông là vua của trời cõi dục. Hai ông xuống thỉnh. Thỉnh Đức Phật thì là mới nhắc là Đức Phật là chúng sanh như vậy, nhưng mà có nhiều căn tánh khác nhau, cũng như hoa sen rồi cũng còn ở trong bùn cái thì đã lên trên mặt cái đỉnh nở rồi. Thì chư Phật mười được mười phương ba đời thì cũng tùy theo chúng sanh mà thuyết pháp, nên nhà Phật chuyển hồi thỉnh ba lần trên công tắc là thường thường là ba lần để tỏ tâm ý thành. Thì Đức Phật mới là ngồi quan sát lại, thì Đức Phật mới thấy là hồi xưa chư Phật cũng vậy, tìm phương tiện để mà giảng giải. Thì lúc đó Đức Phật mới là đi hỏi giờ mình muốn giảng cái giáo pháp mà các cho mình biết á thì giảng cho ai. Thì lúc đó chỉ thấy mấy năm em Triệu Càn Như là những người đã theo mình mà cái căn cơ họ chín mùi rồi, Đức Phật tới đó giảng Tứ Diệu Đế, thấy không? Cái bài giảng đầu tiên là gì đó, thấy không? Nhưng mà cái đó là phải cái Phật muốn giảng hay không thì thật sự ra lúc đầu Phật không muốn nhận Tứ Diệu Đế nên Đức Phật muốn nhận Niết Bàn, chứ nếu cái trí tuệ của Phật mà biết có người nhận được thì Đức Phật là giảng rồi, nghe không? Mà ông lại Đức Phật không biết rằng có mấy ông này nhận được sao? Thấy không? Tại vì mà khi chưa thi thỉnh là ông thấy có người để ông giảng rồi, tức là mấy người này có thể nhận được. Mà với trí tuệ Đức Phật lúc mà Đức nếu Đức Phật muốn giảng cái thứ gì đó thật sự á, thì Đức Phật đã giảng rồi. Lại Đức Phật biết có người thụ nhận được mà. Bởi vì mấy ông kia mới nghe là đầu tiên là đắc quả La Hán rồi. Thấy không? Mà Đức Phật không giảng có nghĩa là không phải cái pháp này là Phật không giảng. Nhớ, quý vị nhớ nha. Là tại vì chưa thi thỉnh là Phật phương tiện thuyết pháp. Thì Phật nói rằng có những chúng sanh căn tánh thanh văn ta giảng cái pháp Tứ Diệu Đế, đó là có những cái căn tánh duyên giác ta giảng thập nhân duyên, có những kiến tánh có tính cách là Phật ta sẽ giảng về Bồ Tát đạo và Phật thừa. Và cái Đức Phật muốn giảng đó điều nói là muốn giảng Phật thừa. Tại vì bây giờ cũng như đứa con của mình là mình phải đem hết những cái hay cái tốt của mình để mà giảng dạy, chứ không lẽ mình được 10 phần mà mình giảng nó có một phần. Thấy không? Tức là ví dụ như một ông thầy mà thực sự hết lòng vì đệ tử là cái hiểu biết của mình phải giảng hết cho người đệ tử chứ không có giảng một phần. Mà sở dĩ Đức Phật muốn nhập Niết Bàn là cái Phật trí đó. Phật nghĩ là không ai nhận được nên Đức Phật muốn thôi, không nhận được thì thôi bỏ, chứ không có giảng cho những cái mà để người ta làm lạc. Thấy không? Thành ra cái giáo pháp là nhân thực sự không phải là giáo pháp đúng. Thành qua tôi qua tới kinh Lăng Già, nó kinh Lăng Già nó thẳng luôn à. Cái pháp thành nhân là không ngoài đạo. Tức là không phải pháp giải thoát thật sự mà ý Phật muốn giảng, nhớ nha. Công Đăng Già nói đó, thầy mở vậy bởi vì lý do tại sao rồi phái Nguyên Thủy á, nó không chấp nhận kinh Đại Thừa, thấy không? Nó nói ngay cái kinh nhân thì nó ngay nó luôn là cái pháp kinh nhân, cái pháp đó là không có rốt ráo, không có đúng nghĩa là Phật muốn dạy.
À, mà người nào đi cái đó thì trở thành ra là, nghĩa là không đúng chánh đạo, nó ngoại đạo, không đúng chánh đạo, không nó là tà, nhưng mà nó ngoại đạo, tức là cái đạo ngoài, không đúng là đúng là hay là một ra một cái kinh là kinh thiền nó nói, à, nó là tại vì thấy có pháp để tu, pháp ba là khổ là tập là diệt là đạo, thấy có ngũ uẩn, mặc dù ngũ uẩn không có ngã nhưng mà vẫn thấy có tướng của ngũ uẩn, trong khi không có ngã ba la mật đó, nó nói là ngũ uẩn dây không, ngũ uẩn không có luôn, tức là họ thấy có pháp à, và có quả để đạt, thấy không? Mà trong khi cắt lên đại thừa đó, tức là cái pháp rốt ráo Phật muốn dạy là Phật thừa, tức là đại thừa đó, thì bản thể các pháp đó, nó không có vô trí và vô đắc mà không có quả để đắc nữa, thấy không? Thành thử ra toàn bộ kinh điển đại thừa, lý do tại sao thanh văn nó không chấp nhận được, tại vì ngược thành đặt sắp thanh văn cuối cùng đó, thì Phật mới nói cuối cùng trong tới kinh Pháp Hoa thì Phật nói một cái điều, hồi nào tới giờ ta giảng tất cả cái kia thì như là tất cả như là từ xe dê xe nai là cái phương tiện thôi, cuối cùng là cái xe cuối cùng đó là xe voi xe gì là mạnh nhất á, là cái ý ta muốn, Phật muốn giảng cho quý vị là giảng cái chánh biết riêng của mình, cái biết toàn diện của mình cho quý vị, chứ không phải là muốn giảng cho mình một cái biết thiên chấp như thanh văn hay là có thập nhân duyên, nhớ nha, nhớ là lý do tại sao mà nếu mà cái đó thập nhân duyên hồi xưa người ta tu tập cũng nhiều lắm mà Đức Phật không giảng. Đức Phật tại vì nếu mà Đức Phật mà lúc đó sau khi nghe nghe lời của bên bên Tứ Thiên Vương thì bắt đầu mới thuyết pháp, thì rõ ràng là thuyết pháp tứ diệu đế thập nhân duyên chứ không có phải đại thừa. À, sau khi mà một thời gian sau đại thừa chín muồi thì Đức Phật mới giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật, mới giảng kinh Pháp Hoa, những kinh đó là những kinh giảng sau này, thấy không? Tức là những cái kinh đó, đó là mục đích đó là đưa thêm cái sự giác ngộ chân thật cuối cùng của Đức Phật cho những người đã đạt được cái trình đoạn gọi là trung bình để họ đi lên luôn. À, để mình nói cái này cho rõ ràng. Thấy không? Vậy cái mà quốc thật đặt tìm được và giác ngộ thật sự mà Đức Phật muốn đường đạt cho vậy không phải là cái giáo lý kia. Bởi vì cái giáo lý kia đó thì không cần tư chứ tư dương thỉnh, là tại vì có người nhận được mà đâu cần tới tư dương thỉnh. Nếu Phật muốn dạy là dưới trí cánh biến tri cái biết khắp của Đức Phật thì Phật biết là mình có thể giảng được rồi, đâu cần gì phải nhập niết bàn, là lại nói giáo lý này khó quá không ai nhận nổi, phải không? Nhớ thì mình nói lại lý do là cái biết của Đức Phật, thấy không? À, cái gọi là cái toàn giác của Đức Phật á. À, tại vì thanh văn mà khi tập rồi đó thì cái tâm nó khô cằn đó, lại tâm bi nó mất tiêu rồi, nhớ. Thật ra trong cái giáo pháp của thanh văn á, nó không hề có Bồ Tát giới, nhớ nha. À, lý do là tại sao bây giờ nó có cái sự mà chống đối giữa cái tông phái hoài, tại vì đối thanh văn á Bồ Tát giới là không có, Bồ Tát giới không có mà tự nhiên đẻ ra một cái phái có Bồ Tát giới thì sao, là sao à, nó thì nó ngoại đạo thêm vô, tại vì họ họ là không có, tự nhiên trong kinh điển lòi ra cái đó à, thấy không? Thì là sao, là có người khác họ cố tình không phải Phật pháp họ đem vào, thấy không? Đó, mà nó đem vào vậy thì có nghĩa là gì, là cố tình phá Phật pháp à, mà cố tình Phật pháp thì làm sao chấp nhận nổi. Lý do quý vị phải hiểu cái tình trạng như vậy, lý do tại sao giờ tông phái nó cứ chống đối nghe tới đại thừa, mà nhiều khi còn chống tới cả bên kim cang thừa nữa à, cái đó kim cang thừa nó mới nói nhiều đại đại thừa nó không hiểu được kim cang thừa cái phương tiện của nó, thấy không? À, là lý do là tự nhiên kim cang thừa nó đẻ thêm cái giới nữa, thấy không? Cái giới nó gọi là tam bụi gia giới, và trong đại thừa nó tới bồ tát giới nó hết rồi. À, thành thử ra khi mà thầy thành thành tử ra đó là mình nói là cái biết toàn diện là cái biết như thế nào, tại sao nó sanh ra những cái giới đó, cái giới thanh văn á, bởi tại sao cái pháp thanh văn nó không thể tu song hành với cái pháp của Phật đạo được, thấy không? Bởi vì càng tu tập pháp thanh văn đó, thì cái tâm nó càng khô lại, cái tâm nó sẽ đi tới giải thoát cá nhân, đi tới giải thoát mình. À, mà giải thoát một mình á thì không phải là cái bản hoài cái giết trí biết toàn giác của Đức Phật. Cái lý toàn giác Đức Phật đó là khổ đau á, khổ đau á là do mình không hiểu được là cái sự hạnh phúc thật sự là tất cả chúng sanh chung quanh hạnh phúc, nhớ nha. Đây là cái quan niệm của đại thừa nè, cái Đức Phật muốn truyền dạy đủ phần dạy cái đó đó, chứ không phải khổ đau ha, để mình diệt hết những cái bản ngã của mình để mình nhập niết bàn, không phải. Mà Đức Phật dạy thanh văn và đại duyên giác là dạy cái đó đó ha, cái ngũ uẩn của quý vị đó, quý vị chấp là ngã là trật, làm sao gì tập được vô ngã, tập vô ngã rồi thì tất cả những cái pháp chung quanh nó không
nó không bị chấn động cái bản ngã, nó tự nhiên quý vị sẽ giải thoát được và quý vị thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là cái lối mà Đức Phật giảng, giảng cho giải thoát cá nhân. Như quý vị học ở tứ diệu đế thập nhân duyên, à, thì nhập vị nhân duyên kỳ này tôi gom mấy bài giảng lại đó, thì tôi làm được cái gì đó rồi, à, giải thập nhân duyên rồi, thì tôi đưa cho anh một mình, thì có thể kỳ sau quý vị có. À, nhưng mà cái dĩa tánh không thì nó thiếu nhiều lắm. Dĩa tánh không thì tôi mới nhận được một dĩa thôi. Bình không tôi giảng hình như là cũng 7-8 buổi rồi. À, thầm nhân viên tôi giảng hình như 5 buổi thì tôi gom lại tôi ép vô thành một cái dĩa DVD thôi. À, thành thử ra cái giác ngộ của Đức Phật đó là bao hàm, bao khác hơn tất cả những cái giác ngộ của Thanh Văn, giác ngộ của Duyên Giác. Mình tập, cái lối thành ra cái lối tập để giác ngộ như Đức Phật. À, là tập cũng nhìn cái khổ trong thế gian, cũng nhìn những tất cả những hiện tượng trong thế gian, nhưng mà nhìn phải khác Thanh Văn. À, nhìn mà để giải quyết cái khổ đó là thấy một cái khổ của tất cả chúng sanh sống tương quan tương liên với nhau, nên một chúng sanh mà đau khổ thì mình sẽ đau khổ theo. Mà cái chuyện này quý vị thấy rõ ràng có hai cách để quý vị tránh khổ, là quý vị cắt ai đi ra cắt hết để một mình cho quý vị, thì quý vị không bị những người ngoài làm phiền não nữa, hay là cái lót của Thanh Văn, rồi tự động là mình cắt hết những cái phiền não trong tâm của mình là Thanh Văn Si, thì mình sẽ cuối cùng mình giải thoát là lót Thanh Văn. Còn cái lót đó là mình không cần phải làm cái gì của mình hết trơn á, mà mình làm tất cả những người chung quanh đều hạnh phúc an lạc, ha, thì tự động mình hạnh phúc. Ở trong nhà quý vị đó, mà con cái nó cũng hạnh phúc, rồi con chó cũng hạnh phúc, con mèo cũng hạnh phúc, mà chồng cũng hạnh phúc, con hạnh phúc á, thì quý vị không có hạnh phúc cũng không được nữa. À, thì cái khổ này đó là cái khổ của cái giải quyết khổ này đó, là giải quyết khổ theo Phật thừa, là thấy rộng rãi hơn, thấy gọi là một cái toàn thể, một cái thế giới chằng chịt nó liên hệ với nhau, nó gọi là cái biết toàn diện của Phật trí là gì đó. Còn cái biết kia nó hạn hẹp lắm, cái biết chỉ có bản ngã mình thôi, là thấy mình đặt đùng cái bản ngã mình đẩy rồi hết, đẩy nó hết rồi là còn dính trong cái tham sân si trong người mình đó, thì đoan tìm cách diệt nó rồi xong. Còn cái khổ này đó, nói là mình trong thế gian là mình hay đụng chạm với tất cả, thành ra tránh không có được. Thế là mình muốn cho hạnh phúc trong thế gian thật sự, thì cả thế gian sống hiền hòa, sống hạnh phúc, sống trong thập thiện, sống trong giới luật, sống trong trí tuệ, sống trong từ bi, thì toàn cả thế gian đó là một cái thiên làng, một cái cực lạc, không có cái cực lạc nào ngoài cái đó. Thì cái biết đó gọi là cái biết toàn diện. Cái biết đó thành là phải biết hết tất cả những cái đau khổ của tất cả chúng sanh. Mình muốn làm cho chúng sanh hạnh phúc phải biết tất cả đau khổ chúng sanh, thành ra cái biết đó là cái biết giác ngộ tự suy ngẫm ở chính mình và tự suy ngẫm những người chung quanh mà nó phát sanh ra. Chúng sanh tại sao đau khổ, mình tại sao đau khổ, chứ không phải xét mình không à. Các vị thanh văn là xét mình không à, xét mình tại vì mình đau khổ thì mình có tham, có sân, có si. Thành nỗ lực trong cả cuộc đời họ là việc cái gì? Việc tham sân si. Mà trong thời gian đó thì họ phải bỏ những người ở ngoài ra, tức là phải cắt á đi ra hết. Đó là cái giai đoạn đầu tiên mà Đức Phật dạy, đó là cái thanh văn. Thì cái thanh văn mình cũng học rồi, thì dạy tới tánh không là mình dạy cái cao nhất của đại thừa, bây giờ mình trở là cái thấp nhất của đại thừa, thấp nhất của đại thừa là cái cách làm sao đi được vào cái giác ngộ và cao nhất mình đã giảng dạy ở tánh không. Cái đó là cái sự hiểu biết thôi, cái giác ngộ nó nằm trong sự hiểu biết, thực sự nó không phải nằm trong từ bi. Nó nằm trong sự hiểu biết, nhưng mà khi mình hiểu biết giống như Đức Phật, tự động mình có từ bi, nghe hiểu không? Tại vì mình biết đau khổ thật sự là do tất cả những người xung quanh làm cho mình bị đau khổ, thành ra khi mình hiểu biết như vậy đó, thành ra mình sẽ từ bi những người xung quanh, tại vì những người xung quanh làm sao hạnh phúc là mình hạnh phúc à? Thành ra cái hiểu trong cái thanh văn á, thấy không? Đó, thì họ mặc kệ chúng sanh, nhớ nha, họ tu họ cắt được thì họ hạnh phúc rồi, rồi xong nó chúng sanh trước sau gì rồi họ chịu tu thì họ hạnh phúc thôi, mình không cần phụng giảm đến họ. Nhưng mà Đức Phật á, thì thấy cái Đức Phật đó là cái có hiểu biết toàn diện, tức là biết hết đó, là thấy như thế này, cái sự hạnh phúc hay là đau khổ của chúng sanh á, là do toàn bộ những cái tác duyên ở ngoài tác vào, thấy không? Thành thử ra muốn giải quyết đau khổ được thì phải thấy được đau khổ của chúng sanh, chứ phải thấy đau khổ của mình, thấy không? Thành ra khi Đức Phật giác ngộ tự nhiên là có tâm từ bi, là tại vì luôn luôn quán xét lấy cái giác ngộ chúng sanh làm cái sự quán xét. Nè, bây giờ quý vị này đặt vấn đề nè,
Thấy không? Quý vị trở thành mâu thuẫn hay là quý vị trở thành trở ngại trong cái cuộc sống của quý vị à, là do cái gì? Là do cái gì vậy? Không phải à, là do quý vị chỉ quan tâm cho quý vị thôi à. Thấy không? Giờ quan tâm quý vị nè, chẳng hạn như nó cũng quan tâm quý vị, chẳng hạn như quý vị nói là ăn ngọt á hay ăn mặn gì nó mới ngon, nó chỉ ăn uống thôi. Thấy không? À, mà ở nhà mà rủ ai đem đồ ngọt tới hay là đem đồ chua tới là mình sẽ bực mình. Thấy không? Là tại mình chỉ quan tâm đến mình mà không nghĩ rằng cái sự hạnh phúc của cái người ăn chua đó, nó có sự hạnh phúc của họ, của người ăn mặn ăn lạ có hạnh phúc của họ. Nếu mình quan tâm hết mọi người thì mình sẽ đưa một cái giải pháp để mà nó ổn định, hay là một giải pháp để mà mình có thể mình chấp nhận được cái đó. Mà đã chấp nhận được đó, thì không có sự cãi cọ, không có sự mâu thuẫn, không có sự đấu tranh. Ở đây tôi bảo đảm trong một đội vậy là bị đấu tranh dữ lắm. Là trong đó mình ngay cả người thân mình nữa, người ngoài mình trong đó thì không có ngay người thân mình không chịu được nữa. Thấy không? Buồn giận rồi phiền muộn rồi hờn ghen đủ chuyện hết rồi đó. Thực sự cái đó là quý vị thực sự, ví dụ quý vị phiền muộn như người đó hay quý vị hờn ghen người đó, thực sự quý vị thương ai? Không phải quý vị thương người đó không, hay quý vị thương chính quý vị, thương chính mình. Mình luôn luôn quan tâm đến mình thôi, là mình muốn tất cả mọi người phải phù hợp với mình, chứ không bao giờ mình nghĩ rằng mình làm sao có thể để cho mình hòa đồng được phù hợp một phần của người ta. Nhớ cái điều đó đó. Và sanh ra là nếu không giải quyết được mấu chốt đó thì khổ đau nó sẽ xảy ra triền miên hoài. Bởi vì người ta cũng có cái quyền để người ta thấy sự hạnh phúc của người ta nữa. Cái trang mình à, khi mình thấy rằng mình có cái quyền để mình có hạnh phúc, phải không? Mong cầu cái gì thì người khác họ cũng có cái quyền họ mong cầu hạnh phúc như vậy. Nhưng mà trong cái giải quyết mà tránh khổ đau để tạo hạnh phúc á, mình á, mình bị một cái lỗi. Cái lỗi này là do sự không biết toàn diện mà có. Cái lỗi đó là chỉ thấy có mình mà không thấy người khác à, mà cảm thấy rằng cả muốn tất cả thế giới phải phù hợp với mình. Không phải nói là trong gia đình đâu mà cả muốn cả thế giới kìa. Theo dùm thích màu xanh đó, là tất cả thế giới phải sơn màu xanh hết đó, không được sơn màu nào khác. Thấy không? Trong khi mà cả thế giới thì họ không phải như vậy. Có người thích màu đỏ và xanh nên nhiều khi mình ra mình sẽ chướng tai cay mắt. Thấy không? À, thành ra cái quan trọng á, à, cái biết toàn diện Đức Phật là cái giác ngộ á, à, là phải hiểu cái câu châm ngôn một cái như thế này. Mọi người á đều có quyền ha, à, có quyền mong cầu hạnh phúc. Nhớ cái điều đó là quý vị biết, chứ đừng bao giờ là chỉ có những cái gì phù hợp với mình hạnh phúc người khác không được. Phải theo tôi mới được, phải không? Theo tôi mới được, theo tôi không được là mình có quyền còn chết nữa, còn không có quyền thì thôi ráng nhịn thôi, chứ tức cho bụng lắm, phải không? Tức cho bụng lắm. Thấy không? À, cái đó mà nó tạo thành nó biết bao nhiêu những cái xung đột, những cái mâu thuẫn ha, mà chính mình tự mình phiền não của mình. Thấy không? À, thì con đầu tiên đó, cái biết toàn diện của Đức Phật ta nói là một sự sống hạnh phúc của một chúng sanh là nhờ những người chung quanh tạo cho họ để hồi được hạnh phúc. Thấy không? Chứ thực sự trong bản thân giờ tiết thực sự mình bỏ mình quan đảo thì mình sẽ khổ vô cùng. Thấy không? Còn bây giờ mình ở đây á, mình có thể mình đang đi làm để mình tạo cái gì cho xã hội, nhưng mà cả xã hội nó tạo ra trăm món cho mình để mình hưởng. Chính sự xã hội tạo trăm món, mình tạo có một món thôi nhưng mình hưởng được trăm món. Thấy không? Thì sự hạnh phúc của mình là do cái xã hội nó ban, sự nhàn hạ, sự này kia của mình là cho cả một cái tập thể nó ban cho mình. Nhưng mà bây giờ mình á, cái giải quyết để mà vấn đề của mình á, là mình muốn tất cả mọi người phải theo mình mới chết. Thấy không? À, mà từ cái vấn đề mà tất cả phải theo mình á, mới đâm ra một cái sự độc đoán. Thấy không? À, độc đoán. Mình không cho người ta có cái quyền nào hết á. Loài người nó còn sợ, còn nhịn nhịn á, là thú ăn hiếp luôn. Là thú nó vẫn tham sống, nó sợ chết này kia, là mình không nghe. Mình muốn ăn là mình giết nè. Thấy không? Rồi thú nó có cái quyền nó muốn sống không? Nó có hạnh phúc không? Thấy không? Nó có khổ sự khổ đau không? Nó vẫn có y chang mình hết. Thấy không? Thành ra cái loài người đó nó ác vô cùng. Bởi vì nó có cái trí. Thấy không? Mà cái trí nó sai một chút xíu á, cái trí mà nó nghĩ lầm một chút xíu, nó sai một chút xíu thôi, thì không biết bao nhiêu chúng sanh bị khổ não vậy hả? Cái loài thú làm sao á, nó có thể như con cọp hay con rắn hay con cắt kình đi. À, nó không có cái trí thì nó làm theo cái bản tánh nó thôi, thành ra cái hại của nó hại trong bản tánh của nó thôi à. Còn loài người nó thì nó ác nát dữ lắm. Nó ác nát khủng khiếp lắm, phải không? Thì thực sự cái đó là cái hiểu biết không có đúng, mình gọi là tà đó. Cái hiểu biết của là hán ngoại đạo là cái hiểu biết đúng, nhưng mà nó gọi là ngoại, nó chưa gọi là tà. Cái hạnh phúc họ tìm được họ có
thấy không? Nhưng mà có một cái hạn hẹp trong việc cá nhân của họ, thành ra theo cuối cùng mà lên tới cái pháp hoa, Phật mới nói một câu điều như thế này: tất cả giáo pháp đã giảng cho quý vị chỉ về một thừa thôi, cái thừa đó là Phật thừa. Tại vì quý vị hiểu lầm cái lời ta giảng thôi, cũng như giờ mình muốn cho nó học đại học thì mình phải dạy cho nó trung học, tiểu học để nó căn bản để lên đại học. Rồi bây giờ chắc ngay trung học đại học là thành tựu rồi, quý vị ra ngoài mà làm đi, không kêu học đại học nữa. Ha, cũng như các vị A La Hán á, như trong kinh mà Phật dạy pháp hoa, Phật giảng tới cái phẩm phương tiện thì bao nhiêu bộ cái vị A La Hán bỏ đi. Ha, bỏ đi thì Phật nói thôi đi cũng được, cho tốt nghiệp rồi phải không? Học cái trung học mà tốt nghiệp thì cũng được đi. Phải tốt nghiệp còn đỡ không tốt nghiệp. Phải không? Nhưng mà thực sự cái đó có viên mãn chưa thì chưa. Phải không? Là thì cái đó là cái Đức Phật, không phải cái Đức Phật muốn truyền lúc khi bắt đắc đạo, mà Đức Phật muốn truyền cái hiểu biết toàn diện. Hay tức là cái chánh biến tri. Hay cái giác ngộ chân thật gọi là cái toàn giác. Thấy không? Và cái toàn giác của nó đó, trong bản thể của toàn giác đó thì hiểu một cái chân lý thế này: sự hạnh phúc là sự cộng sinh của chúng sanh, cộng hạnh phúc của chúng sanh. Nên hễ một chúng sanh không hạnh phúc thì mình không hạnh phúc thật sự. Đó là cái Phật muốn truyền đạt, là cái đó đó, chứ không phải là cái chặt hết thân con si để mình giải thoát. Thấy không? Thành thử ra gọi là toàn giác là chắc chắn là phải có tâm bi, là tại vì lấy cái đó để quan sát. Lấy cái đó để quan sát. Thành ra luôn luôn khi mà đã quan sát về cái đó thì tâm bi phải có. Nhớ nha. Toàn giác của Đức Phật thì luôn luôn là có tâm bi. Còn nếu không thì nó không gọi là toàn giác. Ha. Để mình hiểu được cái đó, để mình hiểu là tại sao cái con đường của đại thừa nó không rời tâm bi. Tâm bi không cần phải tập. Tâm bi do sự quan sát trong đời sống, hiểu được chân lý sự khổ đau như thế nào, tâm bi sẽ phát sanh. À, nhưng mà tại vì nhiều khi mình hiểu chưa tới, thành ra mới dạy cho mình cái cách luyện tâm bi. Bây giờ bị thấy rằng là cái sự hạnh phúc của quý vị là những người chung quanh, thì quý vị tự động mà quý vị sẽ lo chung quanh hạnh phúc. À, nếu quý vị thấy chân lý đó là trúng thì bây giờ đâu có người nghĩ cái đó nữa. Ha, nó đi trúng thì bản thể của cái chân lý đó tự động trở thành tâm bi, mà đâu cần phải luyện tâm bi. Thấy không? À, thì trong này nó có câu chuyện là, mà cái câu chuyện này quý vị ưa nghe mấy thầy ưa kể đó ha, là có cái bà đó, bà ưa trưng diện cho đẹp, bà công chúa hoàng hậu công chúa cho đẹp. À, thì bà nói là vua ông nói là phải gì Trần Khanh làm gì là gì trẫm không? À, ông nói không phải. À, thầy mà thần mà tiếp mà làm gì là gì thần? Thấy không? À, chứ không phải là trưng đại bạc cho ông vua mắt là gì ông vua, mà tại vì muốn được vua thương. Thực sự là tất cả cái mà một cái bà vợ bà làm thực sự là vì bả. Thấy không? Bả phải đẹp, bả phải trưng diện, bả phải nói năng ngọt dịu, thì thực sự vì bả thương bả chứ không phải bả thương vua. Thấy không? Rõ biết rằng là ông vua mà ông thương bả thì bả mới hạnh phúc. Thực sự những cái đó bả làm là bả thương bả. Đó là cái câu trả lời rồi, đó là cái câu ngụ ngôn mà mấy em thầy ưa kể đó. Bây giờ nghe kinh điển nhà ưa nghe câu chuyện đó, tôi lâu quá tôi cũng quên, không biết bà vua cô vợ bà ta nặng sao ai cũng quên rồi. Hay mấy thầy ưa kể lắm. Thấy không? Đó, thì kể cái đó nhưng mà không có đưa một cái giải pháp cho quý vị. Ở đây thì mình bắt đầu mình sẽ nói vô giải pháp. À, mình tìm một giác ngộ ngay chính mình và bằng cảnh và quan cảnh xung quanh, bằng những cái gì, tìm ở đâu, tìm như thế nào. Ha. À, rồi sư tìm được rồi đó, tâm nó vậy tự động mở ra. À, mở ra. À, tất cả những cái lối nhìn của vịnh độ nó đổi. Nhiều khi Phật tử nói chuyện Phật tử ưa nói vấn đề, tôi ưa phá, thực sự tôi thấy không phải là mình cố tình nói họ sai. Thấy không? Tôi ưa phá, tôi nói qua vấn đề khác, hay là tôi bàn cãi rộng hơn. Tôi phải tôi nói họ sai, nhưng mà tôi muốn cho một cái nhìn của họ là cái nhìn nhân dung thôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái đó nó cũng là thiện rồi thì cũng tốt, nhưng mà tại vì dính qua cái thiện đó hoài thì trở thành cái thiện đó, nó chính nó siết mình, nó ràng buộc mình mà không thoát được. Thấy không? Đó. À, thành thử ra mình nói là cái giác ngộ của Đức Phật đó, thì đương nhiên là nhớ. À, khi mình được cái tâm giác ngộ của Đức Phật thì tự động mình có tâm bi, thì cái giác đó mới đúng nghĩa là cái giác đã thành Phật. À, còn khi mà quý vị giác ngộ cái chân lý, giác ngộ cái gì mà tâm bi nó không có đó, à, thì cái giác ngộ đó nó có thể nó tạo thành sự an lạc hạnh phúc thật, à, cho chính quý vị thật, nhưng mà cái giác ngộ đó nó không gọi là cái chánh giác, à, mà cũng không gọi là cái toàn giác của Đức Phật. Nè, cái hạn như mà thí dụ đó là cái giác của thành nhân nhân giác. Nè, cái giác thế gian giác là theo cái nhìn của đại thừa đó, ha, là không phải là một cái giác ngộ của Đức Phật. À, lý do trong cái giác ngộ đó nó có sự an lạc hạnh phúc của chính họ, có sự giải thoát không bị sanh tử luân hồi nữa, nhưng mà không thiếu tâm bi. Vì cái quán sát của họ là loại bỏ chúng sanh.
nha, cái lối sáng suốt của họ là lát sắc chỉ xoay ngược lại cho mình thôi. Còn giác ngộ của chư Phật á, là giác ngộ vừa xoay vừa chính trong bản thân của mình, hiểu mình và hiểu được ở ngoài. À, à. Nhớ nhớ hai cái tập đó khác nhau. Thì bây giờ mình nói là vậy con đường, à, gọi là tánh giác của Đức Phật á, nếu là đã có tâm bi á, à, thì nó gồm có mấy phần, thì đương nhiên nó có hai phần rồi. À, một phần á, là hiểu được cái chân lý, à, một phần á, là phải có hành động bi. Bi nó thuộc về hành động chứ nó không, bi là cái gì? Là sự thương mến, muốn giúp đỡ tất cả mọi người, muốn cứu độ tất cả chúng sanh. Hay mà sở dĩ nó thành tôn giáo á, là tại vì mình phục nó, mình muốn theo tôn giáo, là tôn giáo nó có chủ trương là cứu độ. Nếu mà coi Thiên Chúa giáo nó cũng là cứu độ, thấy không? Hồi giáo nó cũng là cứu độ, nên mới được trở thành tôn giáo, thấy không? Nhưng mà cứu độ có rốt ráo không á, là một cái chuyện đặt vấn đề thôi, thấy không? À, để Đức Phật, mình thấy Đức Phật là đương nhiên là mình cảm thấy phải Đức Phật phải cứu độ, phải rốt ráo. À, thành ra thể thà đi Phật, thà đi Đại Thừa chứ không có đi bên kia, tại vì bên kia nó chưa cứu độ rốt ráo. À, ngay bên ngoại đạo, ví dụ như bên Thiên Chúa, Hồi giáo, nó cứu độ nó còn tệ hơn Thanh Văn Viên Giác nữa. Thấy không? Thành thử khi mình chọn lựa làm sao đã cứu độ thì phải cứu độ rốt ráo. Để hạnh phúc thì hạnh phúc rốt ráo. À, thành thử ra cái ngày Địa Tạng này nó phải độ hết chúng sanh địa ngục mà tôi mới thành Phật. À, tại bởi vì một còn chúng sanh địa ngục mà khổ thì cả thế giới nó bị cộng hưởng. Nó cũng chưa phải là hạnh phúc thật sự. Các vị Phật á, muốn thành Phật á, là muốn độ tận hết chúng sanh. Các khi Bồ Tát phát nguyện ngày Ngài đang phát nguyện hoài, tôi nghĩ Ngài cũng không giờ thành Phật đâu, là tại chúng sanh còn khổ là Ngài không thành Phật. Thấy không? Đó, nhớ. Là tại sao cái chân lý là gì? Cái hội phúc thật sự là tất cả chúng quanh hạnh phúc, nhớ vậy đó. À, thành ra mình không cần phải tạo về hạnh phúc cho mình hết trơn á, mình làm cho người chung quanh hạnh phúc đi. À, cũng như là cái bà vợ ông vua đó, à, bà làm cho ông vua vui lòng đủ mọi chuyện, có thể là bà không thích trang diện nhưng mà bà phải trang diện. À, có phải là xả bỏ của mình mà theo người ta không? Mà khi ông vua ổng hạnh phúc thì bà hạnh phúc chứ ai, hiểu không? À, à, mà mình đó, cái thành ra muốn thật sự là phải quan tâm đến mọi người. Ở đây quý vị tập cái tánh đó, phải quan tâm với mọi người. À, nhưng mà giờ quan tâm mà giải quyết không được thì sao? Nó phải đặt cái vấn đề, hay là quan tâm, hay không quan tâm. Vì thấy một cái bệnh trời, tôi thấy tôi quan tâm lắm, phải không? À, hay là người tôi bị tai nạn, tù ngục, tôi cũng quan tâm lắm. Nhưng mà khả năng tôi không cách để cứu độ thì sao? Là luôn. Nói chuyện gì thì còn chuyện mà ác con cái, ví dụ con cái nó quậy, mình nói là nó có cái hạnh phúc của nó, mình bỏ lời thì cũng mà nói không nghe, giống như sao vậy? À, còn cái nó quậy á, mỗi gì giải quyết không được á, là tại vì mình chưa thấy cái quậy trong cái gì. Quý vị phải thấy được cái quậy của quý vị thì quý vị phải biết cái quậy của nó giống giống mình chỗ nào để mình giải quyết. Quý vị chưa hề quay trở lại để quán sát hạnh phúc thật sự của mình là như thế nào. Thành ra cái này khi mình nói quán sát á, thực sự cái pháp á, nằm ở mình nè. À. Hạnh phúc của mình chúng sanh đều giống nhau một cái là mong cầu hạnh phúc sợ đau khổ. Mình cũng mong cầu hạnh phúc không khổ thì mình có những tâm tư, những khát vọng hạnh phúc chữa đau khổ thì nó cũng có tâm tư khát vọng thì nó cũng giống giống nhau à. Thấy không? Lý do là cùng loài người nên cái quan niệm hạnh phúc giả khổ nó tương đồng với nhau, nó chỉ sai biệt về cái cảnh thôi, hiểu không? Nhưng mà chưa bao giờ mà mình nhìn vô mình để mình quan sát sự đau khổ hạnh phúc thật sự của mình nhìn ra ngoài mình xét được rắc rắc à, đó tại vì mình chưa hề mình giải quyết chính mình được nữa, làm sao mình giải quyết người ngoài, hiểu không? Thành thử cái quý vị á, tập ở đây đó, thấy không? Làm cái gì phải đặt vấn đề. Những cái câu việc làm của quý vị, hành động của quý vị, sự nói năng của quý vị, nó đi tới đâu đây, nó mang cái gì tới cái gì, à, thực sự nó có tạo hạnh phúc hay không, có bao giờ quý vị đặt vấn đề đó không? Đức Phật á, thấy sanh già bệnh khổ và Ngài đặt vấn đề, Ngài đặt vấn đề, Ngài đặt vấn đề không phải đặt vấn đề vì người khác bị mà Ngài suy được Ngài là Ngài sẽ bị sanh già bệnh khổ nè. Ngài muốn giải quyết cái sanh già bệnh khổ trong người mình là có giờ gì vậy, không đặt cái đề đó mà giải quyết không? Giải quyết trong công ăn việc làm mình nó có vô nghĩa lý không? Nó có sự tạo sự hạnh phúc thật sự không? Cái việc mình đánh con mình hay mình kêu nó theo ý kiến mình có thực sự tạo hạnh phúc thật sự không? Hay là vì một cái bản ngã mới gì chưa hề đặt vấn đề đó? Thành ra cái giác ngộ á, là tìm ngay, mình phải giải quyết cái mấu chốt, phải tư duy, phải suy ngẫm lại. Thấy không? Đó, thì bây giờ bởi cái bài này dạy cho dễ cách suy ngẫm. Thấy không? Những cái vấn đề mà nào không đặt ra mấy tổ đặt ra cho quý vị ngồi suy ngẫm. À, thì mỗi ngồi suy ngẫm khi nào mình hiểu được mình, à, thì mình sẽ hiểu người khác.
vì người khác với mình cùng giống nhau cái à, là mong cầu hạnh phúc thì sợ đau khổ. Quý vị trường hợp mà mấy vị bệnh mà người ta bỏ rơi quý vị thì làm sao quý vị giải quyết, và quý vị giải quyết như thế nào, quý vị khổ đau như sao, và quý vị mong cầu cái gì? Người khác quý vị sẽ có cái đó, cái gian quý vị như vậy đó, không có giống như không có khác gì hết trơn đó. Và khi mình xót xa là tất cả mọi người bỏ mình thì khi mình đã xót xa vậy đó thì không bao giờ mình bỏ người ta. Tự nhiên mình cảm thấy rằng khi người ta bỏ mình vậy, một sự tủi nhục, một sự cô đơn xảy ra cho mình đủ thứ hết rồi đó. Ha, mà nhờ như vậy, nhờ mình quan sát chính mình á, mà thành ra cái tâm bi mình trải rộng được với người khác, hiểu không? Mình sẽ cảm thông như người khác. Chẳng hạn như giờ mình muốn ăn cái đó quá mà người ta không cho mình ăn, thì bây giờ mình trong cái bữa ăn của mình á, mà đứa con nó muốn ăn cái món khác thì mình sẽ thông cảm nó hơn, chứ mình không có ép nó ăn theo mình. Tự nhiên à, thấy không? Đó. Thành ra khi mình hiểu chính mình rồi thì ai nói cái gì khác thì mình biết liền nè, không gạt được mình nha. Quý vị là toàn bị giáo điều, giáo lý, kinh điển gạt, nghĩa là ngay đức, nghĩa là những cái lời tổ sư đồ gạt tùm lum hết trơn á. Thành ra Đức Phật mới nói câu đừng tin gì ta nói á. Tại vì sao? Là tại vì quý vị tin ra ngoài không à. Chưa bao giờ quay lại hạnh phúc thực sự làm sao, hành động mình đưa mình tới đâu à, à, và mình làm cái đó với ý nghĩa gì, mục đích gì, nó có thật sự là đáng làm hay không, đáng làm hay không. Mà gì không bao giờ nghĩ cái đó, cứ chạy theo cái những cái quảng cáo ngoài đó, giờ có tiền có quyền lực nó là số một phải không, tối ngày đi làm ngày làm thêm là làm hai ba suất rồi chưa hết nữa, cuối cùng ăn cũng nhiều, ăn cũng giống người ta, ngày có mấy bà à, thấy không? Uống cũng được, bạn em làm mà làm quá trời quá đất luôn á, khổ não đủ chuyện hết rồi á. Vì tại sao là bị người ta quảng cáo, mình không biết chính mình nó bị tất cả những quảng cáo nó lừa gạt, nó tưởng cái đó là hạnh phúc thật sự, thấy không? Thấy không? À, thành ra học á, là tìm lại phải cái đó nó tạo hạnh phúc mình không, cái việc làm mình có dụng nghĩa hay không, đúng không, hạnh phúc phải từ cái đó nó có hay không, thành ra cái đó nó tạo mình sẽ phiền não. Và sau khi mình giải quyết được cái mấu chốt đó đó nha, thì người khác cũng vậy à, tự nhiên mình sẽ biết cách giải quyết cho đứa con mình. Thì hiểu người ta không, thấy nó có lý không à, mà có giờ có gì làm không, thì giờ mới làm nè, mới chỉ mấy câu cho mọi quán nè, về mỗi người mỗi quán phải không? Nghĩa là mình nói đó, Đức Phật giác ngộ á, à, là cũng trong cuộc đời ngày mà giác ngộ thôi, ngày cũng quan sát sanh già bệnh khổ, tất cả những phiền não khổ đau chúng sanh, mà lấy ở đâu, mà lấy trong kinh nghiệm của ngài, ngoài quán ra cho đâu, à, mà khi mà giải tỏa được kinh nghiệm đó rồi đó thì ngài biết là chúng sanh cũng vậy thôi, phải nói ra là trúng bóc thật, phải không? Từ khi mà giác ngộ được, ngài giải ai cũng trúng hết trơn á, phải giải quyết ngay cái mấu chốt đó, thành ra ai theo cũng thành hết đó, phải không? Thì ngài nói rằng cái chân lý này hồi nào tới giờ nó vẫn vậy. À, chứ không phải là ta có là ta sáng tác ra, hồi nào giờ nó cũng vậy đó, nhưng quý vị không thấy thôi, thấy không? Thì tôi thấy tôi chỉ lại, thấy không? Nhưng mà Đức Phật chỉ thì chắc an là tại Đức Phật thấy rõ ràng minh bạch. Còn tới trước mình á, người đời đời sau này đệ tử Phật á, mà nói mấy người mà giác ngộ thì không nói, nhưng tôi thì chưa giác ngộ đi, quý vị chưa giác ngộ đi là toàn vô minh đúng không? Vô minh thì thấy sai thì nói cũng sai à, rồi đem lời Phật nói cũng sai nữa. Tôi chưa bao giờ tôi thấy rõ ràng hạnh phúc thật sự như thế nào, nó biến chuyển sang thành ra cái giải pháp của tôi đó, tôi áp dụng rất lắc à. Đức Phật là tùy theo mỗi người, Đức Phật đưa ra giải pháp khác nhau, nhiều khi người này hỏi vấn đề này mà tôi đưa giải pháp khác đưa ra thì họ áp dụng được, thế là chính họ thấy rõ ràng cái sự hạnh phúc đau khổ nó dần chuyển như thế nào trong người của họ, và họ kinh nghiệm họ trải qua, thì mọi người khác cùng cộng nghiệp loài người hạnh phúc giúp thịt vậy đó. Thế là khi họ giải quyết được họ thì họ giải quyết được người khác, thấy không? Giải quyết thì mày không giải quyết chưa giờ không khả năng rồi sao giải quyết, không phải cũng hòa nha, nó khác á, khác có một cái là quán sát sự đau khổ của người ta, người khác có một cái là mình không có bỏ lơ cái đau khổ đó, đau khổ đó trở thành pháp để mình quán sát, để mình tìm ra nguyên nhân, để mình học hỏi, cái người học á là học cái chỗ đó đó, hiểu không? Mình cái nghiệp người ta chín mùi cách nào mà giải quyết được hết trơn á. Giờ chẳng hạn giờ cô là nghiệp người nữ nè, tôi giải quyết cho cô thành nghiệp người nam sao tôi giải quyết. Giờ làm được hả? Nếu mà cái bản tánh vẫn nữ à, giải khổ tùm lum thôi. Nếu bản tánh nó vẫn nữ à, thấy không? Đó, thành thử ra đó, thấy không? Không có những cái mình không giải quyết được, thấy không? Chứ cái nghiệp người ta nó quá nặng rồi, thấy không? Không cách nào giải quyết được hết trơn á. Nhưng mà cái gì? Người ta trở thành pháp cho mình học. Thành ra tôi nói là cái đức Phật học là do quán sát chính bản thân của mình và cái bản thân thế gian để tìm cái pháp. Người đó bị như vậy thì người khác, cái pháp người khác cũng đang chuyển dẫn chuyển như vậy, mà nhờ người đó mà thấy cái pháp dẫn chuyển thì mình lợi, những người nào cái nghiệp nó nhẹ thì mình áp dụng qua họ là giải quyết được. Đó là cái lối học của đạo Phật.
Còn cái gì giải quyết không được bỏ lờ mà không suy ngẫm tới, hai cái khác nhau à. Tức là lấy kinh nghiệm của họ làm kinh nghiệm của mình. Là phải kinh nghiệm là một cái hiện tượng. Thấy không? Cái này á là ngồi suy ngẫm. Ngồi suy ngẫm để tìm cái nguyên nhân, tìm cái gốc rễ, cái giác ngộ là cái chân lý là chỗ đó. Họ hạnh phúc tại sao họ bị cái đó. Thấy không? Mà tại sao chín mùi như vậy mà mình công đức mình đỡ không được, Đức Phật gỡ không được. Đức Phật gỡ được, Đức Phật gỡ rồi. Thấy không? Đức Phật cũng muốn gỡ cho chúng sanh, nó đâu phải tới mình đâu. Thấy không? Các Bồ Tát cũng tác cho chúng sanh nó lắm, cho đâu phải tới mình đâu. Thấy không? Bồ Tát tác còn được, Đức Phật tác cũng được đó. Mình tác cái gì? Thấy không? Nhưng mà cái đó nó trở thành bài pháp. Cái sự đau khổ nó sẽ hiện ra như vậy đó. Nếu mà mình hiểu được cái nguyên nhân đau khổ đó thì mình, người ta chưa bị thì mình sẽ nói người ta để ta ngăn chặn những nguyên nhân đó lại, mà chính mình sẽ tự ngăn chặn những nguyên nhân đó lại để cho mình không bị tình trạng đó nữa. Hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ mình cảm thấy đau khổ khi không có người săn sóc mình, thấy không, thì mình cảm thấy cái sự đó là mình cảm thấy đau khổ quá, thì sau này gặp ai bệnh là có thể mình không giúp người ta hết bệnh, nhưng mình sẽ săn sóc, mình sẽ nói làm cho người ta vui, tại vì mình cảm thấy rằng đó là cái niềm vui mình đã kinh nghiệm qua. Phải lấy cái đó là cái bài học, hiểu không? Chứ không phải là mình giải quyết cái gì mà không giải quyết được nha, nhớ. Thành ra nó trong cái thế gian á, nó là cái chân lý nó hiển lộ, dùng cái đó để học, dùng cái đó thành pháp. Mà nếu cái đó thành pháp thì sao? Thì sao? Cái người mà mình quán tử họ được lợi hay họ hại? Họ được lợi vì họ làm tăng trưởng cái tâm bồ đề trong người mình. Họ được lợi vì họ làm một cái đối tượng ha, để thành tựu cái tâm bi của mình. Khi mình nhờ cái gì mà mình thành tựu được thì gián tiếp cái người làm cho mình thành tựu họ được lợi, nhưng mà lợi trên vấn đề nhân quả còn xa thôi, chứ nhân quả gần thì họ vẫn bị lãnh, là tại vì cái quả làm là do công đức của họ. Hiểu không? Nha, thành thử ra đó. À, thành ra tôi hỏi quý vị, tôi nói là giúp trong khả năng. Yeah, giúp là trong khả năng. Chứ không phải là giờ mình nói là chẳng hạn như bây giờ có anh Trâm, ha, tôi giúp hết đi. Không? Rồi không có đồng tiền để đạo để ăn nữa, đi ăn cướp rồi chết à. Dạ, thầy, con có ý kiến này, con xin thưa là khi mình thấy người đó họ đau khổ thì mình tìm hiểu cái nguồn cơn nào làm cho họ đau khổ, mình phân tích cho họ thấy ra. Nếu mà họ vẫn còn vô minh, vẫn còn chống bán thì mình lấy đó để mà mình học hỏi, tại vì cái bướng bỉnh của họ mà ra họ mới đau khổ. Cái đó đó nó gọi là cô đi hạnh bố thí rồi. Hay nói vào cái đó là nó vượt ngoài cái đó là thuộc về hạnh nha, cái đó thuộc hạnh. Bây giờ mình đang nói cái giác, cái tâm giác ngộ này mà nói là cái chân lý. Thấy không? Cõi hạnh nó phải học nhiều lắm. Hạnh thì nó học vô lượng, vô số, vô biên. Thấy không? Thì đương nhiên rồi. Là mình khuyên, mình giải. Mà cái đó nó còn dính vào nhân duyên, nó dính đủ thứ hết trơn á. Nó dính vào công đức, nó dính vào đủ chuyện hết á. Thấy không? Nhưng mà con cái á. Mình suy ngẫm về sự đau khổ của mình mà thành tựu rồi đó. Thì tự động mình sẽ thương mến người đó. Mình sẽ bi mẫn người đó. Mình sẽ không bỏ rơi người đó. Vì sao? Vì mình cảm thấy rằng cái tâm mình xót xa, là mình đã từng bị cái đó rồi, mình đã từng bị cái đau khổ như họ đã bệnh, như họ đã bị, mình đã từng những cái bất như ý như họ đã bất như ý, thấy không? Và mình do mình quán xét cái sự khổ đau này, sự bất như ý là từ đó phát sanh, để mình thông cảm họ hơn và mình chấp nhận những cái oan cường kiên cố khó chịu của họ mà mình không bỏ rơi. Chứ bình thường á, với thái độ của bình thường, những người mà bằng cái tánh giác bình thường họ sẽ bỏ rơi, mặc kệ, họ sẽ quyết, như đa số Phật tử mình biết nghiệp đó, tại họ bị nghiệp, họ kệ họ, trước sau thì cũng xong. Cái chuyện đó là Phật tử thường không được, họ trở thành bài pháp của mình. Khi mà cái tâm mình không có rung động đến cái xót xa của cái người mình thì chính mình chưa hiểu khổ là gì, nhớ. Chẳng hạn do giờ biết khổ, biết gì mà bị khổ mất tiền rồi đó, cái người nào mất 1 đồng 2 đồng cái gì thông cảm lắm, họ nói giận lên thì vẫn thông cảm, nhưng mà vì chưa hề mất tiền nó mất 1-2 đồng cái gì coi thường lắm đó, tại sao nó lại khổ sở quá. Thành ra cái quan trọng á là mình phải có cái việc làm hành động trong cuộc đời của mình á, những cái gì mình trải qua, những cái kinh nghiệm của mình, nó xót xa cay đắng của mình, cái khổ đau từ hạnh phúc của mình á, nó xảy ra nó nghĩa lý như thế nào, tại sao nó xảy ra, và trường hợp giải quyết như thế nào, giải quyết thế nào cho đúng lý chúng kỳ, nó đem lại ăn hạnh phúc. Và khi mình đã đặt những vấn đề đó để mà mình quán xét, để mình thấu triệt, để mình hiểu biết á, thì lúc đó tâm bi của mình sẽ rộng mở tất cả mọi người. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi.
Dạ, sẽ con xin ví dụ, dạ, ví dụ con có một trường hợp ví dụ như thế này, con xin ví dụ là có một người con là người Thái chẳng hạn, nhưng mà trước đây nó cũng làm nhiều cái bê bối hay là không chuyện đó, cũng coi cha mẹ khinh thường, hiểm bất hiếu với cha mẹ, hay là rồi cha mẹ cũng khuyên lên nhiều, nhưng mà nó không theo, nó ngược lại, nó còn là oán thù với cha mẹ nữa, hay là rồi còn tạo về bè bạn đi cái cùng làm một chuyện khác đi, rượu trẻ bé bé trẻ làm một chuyện đó trở lại quản thú cha mẹ. Như vậy đó thì mình cũng phải là cần phải làm một cái giải pháp thế nào để mà có thể để giải quả được cái vấn đề đó, xin kính bậc thầy cho thầy. Thì đương nhiên rồi, mình lấy họ làm cái chỗ quan sát của nó. Thấy không? Thì trong cái giữa nó tất cả pháp vô nhân nhân sanh mà. Con thầy tâm chứ như là đổ mà muốn cho đứa con béo tốt á, thì làm sao cái nhân duyên sanh chung quanh nó phải là nhân duyên hướng nó về cái pháp của mình. Đương nhiên quý vị tới giờ này là bây giờ không tắt được rồi. Thấy không? Những nhân duyên xung quanh nó là toàn những bài bạc hư không à. Yeah. Những môi trường hư không à. Mình tác đúng ra đó, tác pháp mà trúng á là lúc tác pháp mình có khả năng để mình tác thì mình mới tác được. Thấy không? Lúc nhỏ là mình không tác. Thấy không? Lúc đó thành trái, thành cây, thành cành hết rồi, nó thành ra cái quả rồi mình tác vô thì cái lực mình không có đủ lực để mình tác nữa. Bao nhiêu bài bạc là cái tiếng nói nó nghe. Nha, bao nhiêu cái thói quen của nó là cái nó cảm thấy nó ấy kìa. Thì cái đó là một những cái bài học cho mình để mình thấy cái sự khổ đau nó không có đúng như vậy để mình áp dụng cho những người khác. Hiểu không? Yeah. Bởi tôi nói ở đây quý vị đó, nhiều khi con cái thương nó cho ở nhà không vậy, nó đi nghe chùa hết trơn. Thấy không? Mà sợ gì? Sợ nó đi chùa nó không được chơi. Trong khi mình đi để làm gì? Mình cảm thấy nó hay. Vậy thì cái ý nghĩa là mình là sao? Mình có thương nó thật sự, mình muốn đem cái tốt thật sự cho nó, hay là mình đem những cái không tốt cho nó? Tại sao mình thấy cái hay mà mình chỉ để mình đi thôi mà nó thì nó không cho nó hưởng cái đó, thấy không? Tự ra đó mình phải thường quan sát chính mình cái hả, ha, rồi mình thấy cái đó hay rồi mình mới phát cái tâm ra tôi sẽ đem những cái này làm cho người ta, hay là tôi thấy một cái đối tượng xung quanh nó bị khổ đau vì những cái này, có thể tôi không giải quyết được nữa tại vì cái nhân duyên nó đã thành rồi, nhưng mà nó trở thành bài học cho tôi. Những cái khổ đau nó xảy ra là tại bao nhiêu cái sai lầm tôi đã làm. Tôi không hiểu được cái sự hạnh phúc của nó thật sự. Tôi hồi xưa nó chặt cầu thì tôi cho nó cái đó. Thấy không? Ha, tôi không biết rằng là sự hạnh phúc thật sự nhiều khi phải đánh nó mới hạnh phúc. Hiểu không? Chính tôi làm sai, thành ra cái kinh nghiệm đó, cái quả nó thành là tôi không thể nào tôi cải đổi được, nhưng mà nó trở thành bài học. Tôi biết cái sự khổ đau này bây giờ chính tôi khổ vì cái sự không quán xét được hành động của tôi. Có đúng cái nghĩa không cái nghĩa mà bây giờ cái quả nó xảy ra cái này nó tạo thành khổ đau cho tôi và khổ đau cho người khác. Bây giờ tôi quán xét lại thì khi quan sát lại đó thì tôi sẽ thông cảm, tôi không trách lỗi nó nữa mà chính rách lỗi tôi. Không phải, mình làm sai, mình dạy sai. Thì xã hội là mình là cái chân cánh để ngăn cản nó mà. Xã hội mình chặn nó từ đầu mà chặn được chứ. Tại mình không chặn. Nhớ, mà từ nếu mình quan sát, mình chịu mình quan sát thì những cái đứa con, đứa cháu sau này mình nó đỡ bị. Là chính mình, cái đó nó bài học của mình, hiểu không? Thành ra không có trách người ngoài, trách ngược lại mình. Nhớ nha, cái lỗi của đạo Phật á, học á, hay là luôn luôn là cái lỗi gì á, nếu mà dính với mình á, là mình phải trách mình là trong cái minh mình là đã minh cho nó chưa, mình làm đúng thật cho nó trong cái lối giáo dục của mình chưa. Hồi xưa ngày mà anh nấu mà dạy cho mảnh tử á, muốn cho đi học á là đi qua thức thịt là cũng giờ nhà bảy giờ nhà chứ 7 lần 8 lần á rồi mảnh tử mới chịu đi học. Thấy không? Mà trở thành sau này là một nhà đại hiền ở Trung Hoa. Thấy không? Đó, là người ta phải dạy cái gì đó, bả vợ mỗi lần về nhà mà bả là bả chồng nữa, có đứa con à, nó khổ nhọc lắm mà bả nghĩa là thấy nó chơi với hàng xóm không hợp là chơi với hàng kia, bây giờ đặt thịt thấy nó bắt đầu nó không đi dao là nó chặt nó chém gì tùm lum rồi đi chơi qua nhà kia thì đi tắm sông tắm biển gì tùm lum là bả vợ nhà hết, tới giờ tới chỗ kia thì thấy nó đi học rồi, ok bả yên tâm. Không phải, bả thấy trách nhiệm hư của đứa con là ngay bả nè, còn mình á mình thấy trách nhiệm đứa con là đứa con. Đứa con chứ không phải là mình, hiểu không? Thành ra tôi nói á, mình chỉ quan tâm đến những cái gì của mình mà không hề quan tâm đến những cái của người khác. Bây giờ tôi nói cho cô, nó hai cái hướng là đứa nhỏ nó phải hư rồi. Tôi nói cho cô thế này nè, tất cả những bàn luận như thế kia đó là do nghiệp, bản thể là cái nghiệp quân tập nó phát sanh ra, không phải là cái sự giác ngộ mà đang nói là dùng cái giác ngộ để nói chuyện với người ta. Cái giác ngộ đó phải tự quan sát sự đau khổ hạnh phúc thật sự để mình kinh nghiệm lấy. Nhớ nha, quan niệm cái đó trước nè, quán tưởng cái đó trước nè, quán tưởng cái đó nó được sanh một cái lợi gì? Sanh một cái lợi là thông cảm với người xung quanh. Quán tưởng cái đó nó sanh ra được cái lợi thông cảm,
có thông cảm người xung quanh đó, thì mình mới chịu nhẫn, mới chịu hãm bớt những cái gì của mình để mình chấp nhận một cái phần của nó, thấy không? À, rồi tại tất cả nó vẫn có cái quan điểm sống hạnh phúc của nó. Quý vị đưa ra solution của quý vị mà toàn là nhiều khi nó không hoàn toàn đúng gì thứ con của quý vị hết trơn á. Là tại quý vị không care đến nó, quý vị chỉ care đến cái suy nghĩ của mình thôi. Bây giờ có hai vợ chồng đồng ý gì nữa thì cũng là hai quan điểm của hai vợ chồng thôi, cũng chưa chắc giải quyết được cho nó. Mình phải thấy được, mình cảm thấy mình bị ngăn cấm cái gì mình bị đau khổ làm sao, thì đứa con mình khi mình ngăn cấm mà không hợp nó sẽ đau khổ. Làm sao giải quyết cái đau khổ của nó để mà nó chịu cái ngăn cấm đó, mà nó chịu được để nó theo được. Mình chưa hề làm cái đó, hiểu không? Thành ra tôi nói á, phải tự quán xét nó chính mình trước nè. Cái việc làm của mình hạnh phúc khi mình trải ra thì có cái gì để làm cho mình trấn an được cái đó, thì mình đặt mình lại tâm trạng của đứa con, thấy không? Bây giờ mình ngăn cấm cái đó tức là mình sẽ làm cho nó sẽ đau khổ, nhưng mà giải quyết được những cái side effect của cái đau khổ đó là cách nào, cũng như mình nếu mà bị lâm tình trạng đó, bởi vì không hề quan tâm đến cái sự đau khổ của nó, bởi vì ngăn cấm cái quan niệm của mình. Như bài trước tôi dạy đó, bị chấp trước một cái quan niệm nào gọi là giáo dục đúng, hiểu không? Và cái giáo dục đúng quý vị chưa chắc đúng cái đó à, thành thử ra nó chạy cuối cùng nó làm sai, là tại vì cái quan niệm của vị không phải là cái giác, là vì chưa hề quay trở lại, chỉ quán xét được, tìm giải pháp để giải quyết sự đau khổ của chính mình. Khi mình giải quyết được cái sự đau khổ của chính mình á, thì tự nhiên mình sẽ hiểu được người ta sẽ đau khổ làm sao, và sẽ mình thông cảm, mình lèo lái, mình chấp nhận, mình hòa hợp. Cái khoan dung mình mới là khoan dung thật sự, thấy không? Là bài học vậy đó. Thưa thầy, con có một cái việc này con xin thưa, là ví dụ như con của con hồi lúc nó còn học cỡ high school, con trai nó vô trường, nó thấy đứa nào cũng nhuộm tóc, nó đòi nó về, nó nói với con là nó muốn nhuộm tóc vàng. Con không cấm, nhưng mà con chỉ nói rằng là bây giờ con nhìn lại mình đi, cái nước da của mình màu gì, mà khi con nhuộm lên nó có hợp được không thì con mới làm. Đó là cái việc khi nó còn nhỏ. Bây giờ thì nó đã lớn, sắp sửa nó ra đời, thì con thấy rằng là con muốn hướng dẫn nó đi đến chùa để Phật pháp, thì nó nói với con đó, không, tụi con không có đi chùa đâu. Nó nói vậy, con không có nổi giận, mà con chỉ nói rằng là bây giờ con không đi, má không có gọi là ép buộc, nhưng mà bây giờ con tất cả những việc gì xung quanh con xảy ra như thế nào, con phải suy gẫm tại sao sự việc nó xảy ra như vậy, và bây giờ coi như là đời sống của ba mẹ con mình bấy lâu nay đến ngày như thế này, đến ngày giờ được như thế này, thì con cứ nhìn lại quan sát tại sao má được như vậy, là má nhờ theo Phật pháp, má hành theo Phật dạy. Bây giờ má chỉ yêu cầu các con một điều rằng là khi ra đời đi làm một năm cho má một số tiền, và với số tiền đó má sẽ đem đi bố thí, má cúng dường, thì tụi nó lại đồng ý. Thưa thầy, thành ra con thấy rằng là mình không có thể nào mình đề một cái đề mục nào ra bắt nó theo ý mình, mà mình phải lấy cái thân giá của mình để cho nó nhìn. Dạ. Và thỉnh thoảng con cũng nói một vài câu Phật dạy, nhưng mà nó có vẻ như là nó không có tin hoặc là nó không có tiếp nhận, thì con sẽ ngưng. Nhưng mà con quan tâm đến chúng nó cái chỗ là khi mà nó bất kể về chuyện của bạn nó hoặc là chuyện của ba má của đứa bạn đó như thế này, thì con phải chụp ngay cái đó để mà con đưa cái giáo pháp của Phật vô để phân tích cho nó thấy, thì nó đồng ý như này. Thì cái dạy của cô nó thực sự nó không đúng nghĩa là cái dạy của đạo Phật, thì bác không phải dạy vậy. Thì cái dạy của cô để có thành công thì cũng là cái duyên của cô thôi. Cái Phật dạy nó phải cho tưởng nó tìm lấy, cô mà nói đó thì tổng nó theo đạo Phật rồi. Hồi xưa tôi hỏi mấy ông thầy, ông nói dạy mấy đứa con nít đó, bây giờ Phật thành đó thì mấy ông thầy mày lên đó đó, thì ông thầy Hà Tuấn Tiến Quá là đường là kêu mấy ông thầy là có những cái lớp, rồi Tiến Quá lập cái trường tiểu học, trường trung học ở trong đó luôn. Thì mấy ông thầy là chia phim ra, nghĩa là mỗi ông thầy gì đó hay là trong một tuần có một giờ lên đơn giản, muốn giảng gì giảng, đa số là nói về Phật pháp thôi. Là tôi mới hỏi, tôi cũng để ý coi bây giờ cách làm sao để dạy mấy đứa nít, chứ con nít bây giờ mà khó dạy lắm. Mỹ mà dạy bây giờ kêu nó chấp nhận thì nó không chấp nhận đâu, cái lối của Mỹ mà nó khác với mình hết trơn rồi, thấy không? Thì ông thầy ông nói là cái điều này hay nè, ông nói tôi vô á, tôi là ông thầy này ông gì đó, ông gì, ông nói tôi vô tôi dạy nó, giờ tôi muốn dạy nó thiền. Mà kêu nó ngồi thì nó sẽ khó chịu lắm, tại vì nó đang hoạt động mà, kêu nó ngồi nó không chịu. Mà tôi chỉ nói cái điều thôi, thôi giờ em ngồi đi, mấy em ngồi. Bây giờ mấy em mới nít không à, nó có khoảng chừng 10 tuổi mấy tuổi vậy đó.
em bây giờ em ngồi em hít thở, hít thở thôi. Bây giờ em coi cái hít thở thôi. Bây giờ thầy tính ra chẳng hạn 5 phút thì coi đồng hồ nó thử bấm ngừng. Thì bây giờ mấy em sẽ báo cáo là về trong 5 phút đó em được bao nhiêu hơi thở. Thấy không? Ổng nói khi mà nó tập cái gì đó. Thì nó nói người thì nói là bao nhiêu hơi thở. Nhưng mà cái affect của cái sự hạnh phúc bắt đầu khi nó ngồi nó nhớ hơi thở rồi nó quan sát kinh nghiệm thì nó không có vọng tưởng, nó tự nhiên người nó thấy nó calm, nó yên lặng, tự nhiên nó thích. Hiểu không? Làm sao? Nó phải tự lại nó tìm cái sự an lạc của nó thì nó mới thích cái pháp. Thấy không? Coi giờ mình bắt nó ngồi đi, cái gì phải ngồi thở này kia đâu. Tự nhiên có sự bắt ép. Khi nó hiểu được nó, khi nó hiểu được cái sự đau khổ của nó là nó suy nghĩ sai thì nó sẽ bỏ cái đó. Thành ra dạy cái này quý vị đó là dạy cái mới đặt câu hỏi cho chính quý vị để quý vị tìm. Chưa nói tới câu đặt câu những câu hỏi. Câu hỏi là tôi không lấy mấy ông tọt rồi. Thấy không? Những câu hỏi này trong cuộc đời quý vị có thể quý vị không bao giờ để ý đến. Thấy không? Nhớ đặt câu hỏi đi. Nó nói chẳng hạn như trong này nó nói là cái việc làm một ngày mình làm 8 tiếng, 9 tiếng này kia gì vậy đó. Nó thực sự nó đưa mình tới đâu? Nó tạo mình cái gì? Cái này có tạo sự mình sự an là hạnh phúc không? Có vô nghĩa hay không vô nghĩa, thấy không? Nếu cái này nó tạo sự hạnh phúc thì cái sự hạnh phúc ba má của mình đưa ra đâu cần. Vậy thì cái lối suy nghĩ mình đúng hết rồi. Thí dụ như đâu phải đặt vấn đề trở lại, nó tự suy nghĩ lấy. Khi nó cảm thấy rằng là cái này nó chỉ là một nhân tố nhỏ thôi, thế mà tất cả là chính ông thầy, chính lớp học, chính không khí trong sạch, cái đó tạo sự hạnh phúc. Thì nó bây giờ mình mới nói nó sự tương quan, tương duyên giữa người này và người khác. Có phải có không khí trong sạch, con phải có ông thầy thương con, thông cảm với con, mà con có muốn gì thì con phải thông cảm với ông thầy, con phải xả bớt cái con của con đi thì có ra đạo lý nó sẽ thấm vô nó, nhờ nó chính nó quan sát cái đó, hiểu không? Còn nếu không nó đâu biết, nó chỉ nhìn ra ngoài không à, không nhìn cái chữ quay lời của nó thật sự. Cái dạy đạo Phật là dạy gì đó, chân lý đạo Phật á là nằm ngay chính trong bản thân và cuộc sống. Cái người hành Phật tử thành một hành giả thật sự mà nó được, tức là đem đạo vào cuộc sống, chứ không phải là bị người ta kêu làm cái gì làm cái đó. Quý vị đang bị Phật kêu làm cái này ngày tụng kinh mấy buổi nha, có thiền bao nhiêu tiếng, niệm Phật bao nhiêu câu, cái tụng kinh niệm Phật thì chú cái đó là cái động cơ để làm cho mình khởi cái thiện, vì cái đó tượng trưng cho cái thiện. Mỗi ngày mình nhớ nó nhưng mình nhớ tới cái thiện, chứ không phải là một cái pháp để mà tự nhiên thấy được chân lý. Không phải, chân lý là do mình suy ngẫm, mình quan sát để mình rõ ra. Khi nó mờ mờ, nó không rõ thì mình bổ sung vô, cha mẹ bổ sung vô để cảm thấy rằng đời sống của mình là một sự khoan dung, sự rộng lượng với những người khác, một sự thương mến, triều mến với người khác. Cái đó là tạo hạnh phúc. Ở chung quanh mình một người bạn, một kế bên mình mà nó khó chịu với mình có hạnh phúc hay không? Mặc dù mình mặc kệ người đó nhưng thực sự mình cũng không hạnh phúc, thấy không? Thì đó là một sự tương quan tương liên, mà mình muốn hạnh phúc như vậy thì mình phải thương mến người ta, mình phải thông cảm, tự nhiên cái tình bi nó sẽ phát sinh ra. Cái chân lý là khi nó trở thành ra, mình suy ngẫm được cái sự hạnh phúc thật sự của người mình, tự động không muốn bắt mình thương người ta, mình cũng thương lắm. Thấy không? Vì thực sự là mình thương mình. Thấy không? Mình cảm thấy đó là hạnh phúc thật sự của mình. Mình không giải quyết cái đó nữa, ông Phật chạy như vậy kia thì bỏ cảm. Qua cái đó từ từ, cái đó con bị mới tính ra đâu. Thấy cái lối dạy của con là may mắn là nhiều khi đứa con này nó cũng tạm chấp nhận. Thấy không? Thì nó đúng. Nhưng mà thằng đó tôi nói, đấy, Phật giác ngộ, Phật khi mà truyền đạt cho mình á, thì mình đỡ nó không suy nghĩ thôi, còn đưa cái dàn bài cho mình, nhưng mà chính mình phải quay trở lại mình, quay lại chính bản thân của mình, quay trở lại với những hoàn cảnh xung quanh của mình, để mình gọi là mình giác ngộ cái đó đó, mà giác ngộ cái đó thì mình thấy rằng cái Đức Phật thấy y chang của mình này, thì lúc đó những cái người dối gạt mình, người nào đem cho Phật mà bóp méo thì nó không giờ mình nghe cái có lý hết trơn, nghe. Bởi vậy tôi nói là khi mà gọi là về kiến đạo rồi đó. Ai nói cái gì mà sai đạo Phật là biết liền nhiều khi những người đó là một vị tăng là mình không có ý kiến thôi, tại vì đụng ra thì đụng cả tăng đoàn mình không có ý kiến thôi, nhưng mà mình biết là không phải. Còn nếu không á, nếu quý vị chưa hiểu quý vị là cái gì đó, chưa giờ hạnh phúc thật sự là cái gì, chưa cái gì, thì quý vị liên tiếp bị hết người này gạt đến người khác gạt, tới cái giáo pháp gạt quý vị luôn, cái đừng có nói chuyện là ai, hiểu không? Vì trong cuộc đời tìm giáo pháp đó, quý vị tìm cái gì? Tìm cái sự giác ngộ thật sự, tìm sự hiểu biết thật sự, tìm sự hiểu biết toàn diện, thấy không? Có phải là tìm sự an lạc hay không? Nhưng bây giờ đặt vấn đề lại nè,
Ví thì do pháp á, tìm sự hiểu biết thật sự toàn diện ha, ha, và tìm luôn cả sự an lạc hạnh phúc ha, hay là chỉ cần cái sự hiểu biết toàn diện ha, bỏ rơi sự an lạc hạnh phúc, hay là chỉ tìm sự an lạc hạnh phúc mà thôi. Tìm cái gì mà đặt được trọng tâm á, chứ nếu không có gì tìm lộn à. Thấy không? Tôi nói là tìm cái sự biết tận diện tự động sẽ có an lạc hạnh phúc, chứ không tìm được sự an lạc hạnh phúc nha, nhớ kỹ. Không bao giờ tìm sự an lạc hạnh phúc trong đời quý vị, là tại vì quan tâm cho quý vị, tức là vì tìm sự an lạc hạnh phúc không hoàn thành, bởi vì chết cái gì thì không có tìm được sự hiểu biết toàn diện, mà do suy tư suy ngẫm mà nó ra. Cái sự an lạc hạnh phúc thật sự á, nó không, nó có thể có được qua những phương tiện khác à, chẳng hạn như à, chẳng hạn như à, uống hút mũi uống rượu nó tìm hạnh phúc an lạc đó, người hút xì ke bạch phiến á tìm hạnh phúc an lạc á, phương tiện đó đưa họ họ vô an lạc thiệt á, không cần phải một sự một cái hiểu biết toàn diện gì đâu, hiểu không? Thấy không? Đó. Thành thử ra tự nhiên có một sự biết toàn diện thì sẽ có sự an lạc hạnh phúc, nó là một cái sản phẩm tự nhiên, tại vì mình hiểu được cái sự đau khổ là do như thế nào nên mình làm đúng cách pháp thì tự động an lạc hạnh phúc sẽ xuất hiện ha. Và cái mình tìm á là cái tiền hiểu biết toàn diện, tức là cái toàn giác, cái toàn giác bản thể nó có tánh bi trọng, chớ không phải là mình tìm một cái sự an lạc hạnh phúc trong cuộc đời quý vị đó. Quý vị thắc mắc là tại vì quý vị không an lạc hạnh phúc không à, ha, chứ quý vị không có tìm được cái hiểu biết, không biết tại sao nó không là hạnh phúc, là quý vị không có tìm, quý vị không có quay lại vấn đề, mới không có suy ngẫm lại cái việc làm của mình ha. Bởi vì quan tâm là quan tâm cái gì, quan tâm theo quan niệm của quý vị thôi à, thành cái gì ngược cái quan niệm của quý vị thì quý vị cho không an lạc hạnh phúc, thấy không? Cái này mình nói ở đứa con nó hư là tại vì nó không hợp với quan niệm của quý vị, chưa chắc nó đã hư đối với những người khác, thấy không? Cũng như cái trước mình giảng á, là mình giảng cái sự chấp trước một quan niệm á, cái quan điểm nó không có sai, tại nó nhìn hướng cạnh này thôi, mình đang nhìn hướng cạnh này, nhưng cạnh thực sự tất cả quan niệm nó nhìn một cái cạnh này, nó cũng sai, mình cũng sai, cũng sai hết á. Cái nhìn nguyên dung là nó không sai, thấy không? Đó à, thành như mình biết là mình đang nhìn cái cạnh nó như thế cạnh, nên mình thông cảm với nó thì mình dễ nói nó hơn ha. Còn giờ mình bác bỏ luôn, nó là mày hoàn toàn sai, là đương nhiên là mình cũng sai, là tại mình cũng đang nhìn cái cạnh bên đây để mình dùng cái cạnh bên đây và nói chuyện với bên đây, hiểu không? À, thành ra cái sự an lạc hạnh phúc á, thực sự á, cái an lạc hạnh phúc của người già nó khác với người trẻ, thấy không? Bây giờ nó nghe nhạc cái tộng mà mình không thích nghe, mình nghe nhạc như là dân ca tình cảm nhẹ nhàng của hạnh phúc thì mình có cái quyền hạnh phúc của mình, nó có quyền hạnh phúc của nó chứ, thấy không? Nó toàn thể ở nhà này tao là xích sầu, phải không? Không được nghe nhạc đó nữa, thấy không? Là mình chú trọng quan tâm đến ai, mình quan tâm đến mình, thấy không? Mà quan tâm đến mình nó sẽ có sự đấu tranh, tức là mình chưa hiểu sự cái sự đau khổ hạnh phúc thật sự, là mỗi người đều có sự đau khổ hạnh phúc. Và cái sự giải quyết đau khổ hạnh phúc là những người xung quanh hạnh phúc, có thực sự là hạnh phúc. Thành ra khi mà chấp nhận được cái tâm mà bi, cái tâm mà cái giác ngộ của mình nó phát triển ra tự động à, mình sẽ đổi thái độ. Thái độ không phải là do cái sự đau khổ nữa, mà tại vì mình hiểu chân lý, nên mình không phải mình đổi thái độ mà mình đau khổ. Mình đổi thái độ gì mình cảm thấy nó vui mà mình vui, tự nhiên mình cũng vui à. Chứ không có lúc đó cần phải nghe nhạc dân ca gì nữa hết rồi. Thấy không? À, thành ra lúc đó cái vấn đề mà có nhạc kích động dân ca nó không thành chướng ngại nữa. À, tại vì cái chân lý nó thành ra một cái lối khác rồi. Còn mình á, tại mình chấp nhận rằng chỉ có cái chân lý đó nó mới là anh hốt, thành ra mình mới chết, rồi mới đấu tranh. Nó thành ra cái chủ nghĩa ý thức hệ giữa quan niệm này và quan niệm khác. Mấy bà thời gian tới gian lôi là cũng quan niệm đó thôi à. Là lấy hạnh phúc của mình là chỉ như vậy mới được. Thấy không? Ông chồng làm khác không có được. Thấy không? Ông chồng nó là vợ tôi phải như vậy mới được, làm khác là không được. Và thành ra có chuyện hoài. Thấy không? Thì có hai cái. Thấy không? Đương nhiên cái sự chấp nhận của nó đi là hai một giai đoạn. Nếu trình độ cao hiểu được cái mục thật sự là hạnh phúc của tất cả những người khác thì mình sẽ nhẫn nhục được hết. Nhẫn nhục này là nhẫn nhục này không phải là cái kia, nhẫn nhục là chịu được tất cả những cái khác mà không bị chướng ngại, mình nói là vô sanh pháp nhẫn vậy đó. Nghe lý vô sanh mà các vị Bồ Tát chịu được, còn mình thì chịu không được, tự nhiên thấy mất mình luôn mà mình khó chịu quá, chịu không nổi, đúng không? Tự nhiên nói giờ không có ngã nữa, trời ơi khó chịu quá, tôi thấy còn nào bây giờ tôi làm gì cũng là tôi không rồi, giờ nó không có, họ chịu không nổi. Thấy không? Còn như cái gì Bồ Tát á, Phật nói tới kinh Pháp Hoa và nói là vô sanh, vô pháp, không có pháp nữa, cái gì A-la-hán chịu không nổi. Nào tới giờ có pháp nhập Niết Bàn chứ nó không có pháp nữa thì chịu sao nổi. Tôi tu bao nhiêu đây để nhập Niết Bàn, để không có vượt ngoài sanh tử, vượt ngoài có ra là có pháp. Bây giờ ông nói pháp nó cũng không có nữa. Bỏ đi. Thấy không? Cái nhẫn nó không có nghĩa là nhẫn nhục. Nén lại, cái nhẫn đây là chịu nổi. Chịu nổi tức là bây giờ cái tiếng nhạc nào tôi nghe, tôi cái tâm tôi vẫn vui vẻ, gì cảm thấy tất cả những người xung quanh tôi là niềm vui của tôi. Cái tâm tôi chuyển và cái pháp tôi nhẫn nổi, hiểu không? Chứ không phải rằng là nhẫn là
tôi ráng đi tại ngộ nhạc đó, nhưng mà tôi thích điều này, tôi ráng tôi nghe nhạc kia, không phải ráng à, do cái tâm mình hiểu được cái hạnh phúc là như vậy à, tự nhiên mình chịu được tất cả những cái xung quanh, hiểu không? Nhưng mà cái câu hỏi nè, câu hỏi là đặt câu hỏi như thế nào mày nói chung chung là bị hiểu cái câu hỏi là gì, tôi coi là câu hỏi mấy ông tổ nó hay sao. Tôi dứt lùm đây nè, tôi sợ mấy ngày luôn, khá đóng trong mình à. Bây giờ nè, bây giờ thường thường cái việc làm của mình thì qua hành động, động mình là làm, là nói, là nghĩ à, đó là ba cái hành động trong cái cuộc đời của mình. Và thần khẩu ý, cho nên trong người ta có cái ba cái nghiệp, chính ba cái nghiệp là làm mình phiền não, nên mà ba cái nghiệp này cũng là ba nghiệp đã tạo mình hạnh phúc. Thành ra đặt câu hỏi đặt trong cái ba cái nghiệp này à, thành câu hỏi là ta đã làm gì, nói gì, nghĩ gì trong cuộc sống à, có bao giờ có gì nghĩ không, để ý nó không à, nghĩ gì để ý nó không à, nói gì để ý nó không, và cái này nó đang tạo cái gì, nó tạo ra cái gì vậy ha à. Bây giờ là sao, cái này mấy ông tổ không đặt à? Có thật sự à, là những cái đó, cái làm, cái nói, cái nghĩ đó là sai à, hay là thật sự là đúng à, à, mà nếu mà nó sai là đúng đó là phải có cái mục tiêu, vậy thì cái data làm này, cái nói này, cái nghĩ gì nó đang đưa mình tới đâu. À, bây giờ mình nói là cái hạnh phúc thật sự theo kinh nghiệm của đạo Phật truyền ra đó là cái sự quan tâm đến người khác. Thì bây giờ mình đặt lại câu hỏi nữa nè, ta đã làm gì, nói gì, nghĩ gì, những cái làm, cái nói, cái nghĩ có thật sự quan tâm đến người khác không? Đó, tại vì bây giờ mình đưa cái kết luận như vậy, hạnh phúc thật sự là những người chung quanh hạnh phúc như vậy. Thấy không? Giờ mình đầu tiên mình nói là đã làm gì, nghĩ gì, cái gì thì đương nhiên cái gì đó là tôi đang làm việc, tôi làm sở, tôi đang nấu cơm vậy đó, bắt đầu có câu hỏi rồi, có câu trả lời đó, rồi coi cho biết, giờ phải quan sát nha, mình đang làm. Thấy không? Giờ loại này mới đồng cái quan sát thứ hai là quan sát đúng hay sai, giờ nó nấu cơm gì trúng hay sai không ra, thì lúc đó cái gì nó là trúng là tại vì tôi đang lửa vừa đúng hay bỏ muối vừa đúng gì đó, bây giờ xem một số lý sao chỉ đâm trong cái nghiệp của vậy đấy, phát quyết giải quyết cái đúng với cái sai của vậy rồi sao bằng niệm đó, ra mới đặt thêm câu hỏi thứ ba. Câu thứ ba này câu hỏi thuộc về đạo nè, và câu hỏi này là cái chân lý đó mới đúng là chân lý. Đương nhiên người ta sẽ đặt câu hỏi để cho mình thấy cái nồi những cái mà nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ của mình ra, thấy không, nó không có đúng gì hết trơn á, cũng có suy nghĩ nhưng mà không có suy nghĩ để tìm được cái gốc thật sự. Bây giờ mới hỏi nè, hạnh phúc thật sự theo quan niệm của đạo Phật á, khi mà thật toàn giác á thì vẫn là cái tâm bi là một cái tướng của toàn giác nó xuất hiện, cái trí á, là cái tánh của toàn giác xuất hiện à, thì bi trí á, khi mà còn là cái giác mà toàn mãn là gồm cả bi trí à, thì Đức Phật hạnh phúc thật sự là nhờ hai cái đó. Thì bây giờ mình nói là hạnh phúc thật sự là nhờ hai cái đó, thì cái đó là do vấn đề là sao, là cái bi có nghĩa là quan tâm đến tất cả những cái khác xung quanh mình thì gọi là bi. Nãy giờ câu hỏi của mình đặt ra mình trả lời thì mình quay lại trả lời thì rõ ràng nó sai rồi, quay lại toàn là mình quan tâm mình không à. Thì mới hỏi ra nè, những cái hành động nè, cái suy nghĩ nè, những cái nói năng của mình nè ha, cái đúng cái sai là nãy mình đặt ra ha, bây giờ mới nói nè, giờ mới đặt ra câu hỏi, đặt thêm câu hỏi này nữa là có những hành động như vậy đó ha, có quan tâm đến những cái pháp xung quanh không, có quan tâm đến những chúng sanh xung quanh không ha, có quan tâm đến những người đang thân cận mình xung quanh không đó, hiểu rồi, bắt đầu từ từ đi sâu vô. Tại vì hạnh phúc thật sự á ha, ví dụ là nó không quan tâm đến những khác liên quan đó, chẳng hạn như bây giờ mình nói là loài người đó ha, là diệt hết mũi nè, diệt hết kiến nè, diệt hết dán nè, tại loài người là vậy đó ha, ấy mấy con người đó là thực sự ra đó là mình không quan tâm đến nó ha, con nó vẫn có quyền sống, vẫn có sợ đau khổ đủ thứ hết trơn á ha, nó thành ra con người ta đó ha, là cái nhìn, cái sự hạnh phúc, cái sự vệ sinh là như vậy đó. À, thành ra khi mà đã một cái solution giải quyết rồi đó thì người ta sẽ tàn sát. Thấy không? Chẳng hạn như cộng nó vô nó bất biết, mà tôi coi trong chuyện nó nói về cộng nó vô đó là 100, bắt người ta đi học tập á, mà cái người mà chết trong trại cải tạo là 160.000 người. À, 160.000 người mình thấy đông lắm chứ đâu phải dở. 1.000 người đứng trên đường mình, 100 người là nó chặt hết trơn rồi đó, mà 160.000 người đã chết trong trại cải tạo. Thì lý do tại sao họ làm như vậy? Họ tại vì họ luôn luôn họ nghĩ tới họ chứ không họ nghĩ tới người khác, họ nghĩ tới chủ thuyết của họ chứ không có nghĩ là cái sự hạnh phúc an lạc thật sự là không phải là cái một cái chủ thuyết mà tất cả những chủ thuyết cùng cộng sinh với nhau, thấy không? Thành ra họ mới có cái là cái nào ngược người ta là ta giết, như bây giờ mình đang giết hết bao nhiêu loài gián, giết hết bao nhiêu loài chuột, gián hết tất cả những loài lợi kia, mình nghĩ rằng là nó không có lợi lạc gì cuộc sống mình hết trơn, mình chỉ quan tâm đến mình mà không nghĩ rằng những loài đó vẫn có hạnh phúc trong sự đau khổ, thấy không? À, thì cái người Việt Nam cũng vậy, giàu có chế độ nào nó vẫn mà còn không đau khổ. À, bây giờ mình giết cái người này để mình đạt được sự hạnh phúc riêng của mình thì đương nhiên bây giờ mới có cái sự mà bây giờ thù hằn chống đối hoài,
Thấy không? Cái quan điểm nó sai một lần là bao nhiêu thù hằn chống đối nó sẽ xảy ra mãi mãi không bao giờ nói. Bây giờ chính sách có cởi mở đi nữa thì làm sao xóa được cái đó, hiểu không? Đó. Thành ra nếu mà hồi xưa nó vẫn nghĩ hạnh phúc, người ta chấp nhận ở lại Việt Nam, tức là người ta cũng chấp nhận. Chứ là đi được, có nhiều người tướng lãnh họ đi rất là dễ dàng thôi. Thấy không? Không đi. Thấy không? Thì họ nghĩ rằng là ở có gì hạnh phúc, ở ngay Việt Nam vẫn có thể hạnh phúc được. Nhưng mà chính vì hành động sai lầm của họ, mà năm nó có xù hẳn tới giờ này luôn á. Không có gì xóa được đó. Thật sự mấy anh vừa bị đi học tập là mấy anh nó thù sáng dữ lắm. Thấy không? Thì mình phải biết. Thấy không? Thì thật sự ra chính vì chỉ có quan tâm đến mình. Thấy không? À, mà không quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Thành ra mới tiêu diệt người khác để tạo ra hạnh phúc của mình. Thấy không? Mà chính tiêu diệt người khác thì gây ra cái sự mâu thuẫn, sự đấu tranh, sự thù hận. Thấy không? Đó. Mà sự thù hận này nó dồn nén, nó đủ thế lực thì nó phá mình, không đủ thế lực thì nó nhịn, nhưng mà nó không có mất. Thì luôn luôn sống trong lo sợ. Bây giờ Cộng sản nó đưa ra bao nhiêu chính sách để giải quyết vấn đề đó. Nó lo sợ, nó lo sợ nó phải giải quyết, nhưng mà cái chuyện sai lầm chỉ có một chút xíu đầu tiên thôi. Thấy không? Đó. Thành thử là mình nói một cái kinh nghiệm là một cái chủ thuyết đi, mình nói chủ thuyết cho quý vị dễ thấy, cái đó là cái thực tại người Việt Nam đã trải qua. Thì quý vị bây giờ cái chủ thuyết của gì trong đầu quý vị cũng vậy, loài người như thế này là phải giết loài này loài kia loài kia để loài người được tồn sinh, nhưng không biết rằng là cái sự tồn sinh cả một thế gian đó là tồn sinh chứ cộng sinh. Cộng sinh cũng như mình nói là loại phân phải đổ bỏ, chính loại phân thì nó lại dung trồng rau cải rác rưởi. Cái loài này sống trong nhà thì những loài khác nó sẽ phải mất đi, còn những loài đó không có thì những loài khác sẽ xuất hiện. Thành ra trong nhà mình cứ diệt hết mấy cái loài này thì có gì trùng khác xuất hiện à? Chứ có vi trùng này thì nó sẽ trị trùng khác, thấy không? Mình ăn bị con vi trùng nó tác, nhưng mà con vi trùng khác sẽ không bao giờ xuất hiện được, tại vì nó xuất hiện con vi trùng này nó giết, thấy không? Thành ra tưởng đâu là bây giờ mình sạch sẽ đến mức độ đó rồi là không bao giờ bệnh hoạn nữa, không bao giờ kia mà bệnh nhiều hơn ai hết trơn á, cơ thể nó trở nên yếu xìu à, con vi trùng nào vô cũng chết hết, thấy không? Là tại vì mà chính là mình nói là chính là cũng như là mình hồi xưa thuốc chủng là cái gì, là chích vi trùng vào người vậy. Thấy không? Nó chích được một hay là một cái độc tố vi trùng vào người để cho mình nó quen. Thì giờ mình quen những cái đó rồi đó thì mình là người là khó nhiễm hơn là những người khác. Thành ra mình tưởng đâu làm cái gì. Thấy không? Mình làm. Mình chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ hạnh phúc với người khác. Mà chính vì nghĩ tới mình nhiều quá, mình tối ngày lo cái vụ đó, bị phiền não ở cái đó. Mà thứ hai là những cái chúng sinh đó nó không hạnh phúc. Mà mình sẽ không hạnh phúc, phải không? Thành ra quý vị đó, quý vị chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái khác, và quan tâm cái này không quan tâm cái khác, thì trong kinh điển Phật nói đó, thành ra phải đặt câu hỏi lại nè, giờ nghĩ suy nghĩ cho đúng á, sao cái toàn giác, tức là thấy một cái đời sống là một cái sự sống, sự sinh tồn của sự suy nghĩ là một cái sự tương quan tương duyên giữa tất cả những người xung quanh, nhớ như vậy, không có một cái xung quanh nào đó mà nó làm cho mình để bị tổn hại hết trơn, dầu ánh sáng mặt trời hay là băng tuyết hay là ban đêm, cái nào đó cũng có sự lợi lạc riêng của nó rồi đó, thấy không? Nhưng mà người ta đã thích ánh sáng mặt trời thì không thích ban đêm nữa, thừa tận nó ngược như vậy đó, nó không hờ ngờ rằng là tất cả người ta sinh tồn được trong ánh sáng cũng tối một trăng, mà người ta không chết là cái bản thể cái đó nó không ảnh hưởng gì người ta hết trơn. Khi mà bởi vậy cái người mà chỉ tìm mình một cái lối sống riêng để chỉ thích hợp cho mình muốn cả thế gian, muốn cả chúng sanh quan tâm đến mình. Cái gì cũng phải phù hợp với mình mà mình không hề quan tâm và phù hợp với người khác thì cả cuộc đời người đó luôn luôn bị khổ đau, bị phiền não, bị bất như ý, bị cái gì xảy ra. Cái lối đó là lối suy nghĩ trật. Đầu tiên là mình đặt ra đó, đặt ra những câu hỏi như vậy á, để làm chi? Để bây giờ mình tìm ra solution cho mình. Đầu tiên mình nói nghĩ gì là cuộc sống mình, thì đương nhiên là quý vị trả lời theo cái nghiệp không à. Rồi giờ nghĩ cái đúng hay sai thì đương nhiên mình xác định là cái nghiệp. Thì tôi như vậy ngày tắm mấy lần mới là đúng, ngày tắm mấy không mấy lần là trúng, đặt ra cái gì cho ba trả lời nghiệp. Cái câu hỏi đặt ra này mới coi đạo nè, tất cả những lời nói công an việc làm nói năng suy nghĩ vân vân những cái đó có bao giờ nghĩ đến những người xung quanh hay không? Mình nói là hàng ngày các bạn nghĩ đến người xung quanh không? Chỉ ngồi là thấy cái nào không hợp với mình thì cứ đục tối đa lên. Quý vị là bị tình trạng đó là tại vì quan tâm đến mình, nó không hợp mình là không được. Con cái gì ở nhà mình mà ví dụ như mình không thích cái gì là phải lấy cái đó đẩy ra ngoài, đẩy không hợp với mình, hiểu không? Thành ra bây giờ đặt lại câu hỏi đó, câu hỏi này thuộc về hạnh phúc nè, thật sự nè, thì lúc đó thấy rằng là mình lầm từ hồi nào tới giờ, từ câu trả lời đầu tiên của mình hay là câu trước trật lắc hết rồi, mình không đúng gì hết, chưa hề quan tâm đến một người nào hết trơn
phải không? Chưa hề quan tâm đến người nào hết á. Mà ngay quan tâm đến con cái, ngay trong gia đình mình cũng là vì mình thôi, cũng muốn cho người đó phù hợp với mình thôi. Mà người đó không phù hợp đó, là chết với mình, chứ không phải là giỡn. Vậy là phải quan tâm thật sự đâu. Vì phải sống chung thôi, bắt buộc phải để ý, phải người ta bắt buộc phải lo cho người ta thôi. Trách nhiệm cái đó là luật lệ, phong tục xã hội đặt ra, phải lo thôi. Chứ thực sự ra mà người đó mà khác ý mình một chút là có chuyện lớn, chứ không phải là chuyện nhỏ nữa. Thấy không? Đó, thành ra giờ bây giờ đặt lại vấn đề đó. Thấy không? Đó, cái việc làm của mình á, hay công ăn cái việc làm của mình á. Ví dụ như bây giờ mình vô mình làm thợ này, thợ mộc, hay là mình làm assembly, hay là mình làm thuốc men gì đó, có thực sự quan tâm với người ta hay quan tâm với mình? Nếu mình nghĩ rằng bây giờ phải quan tâm người ta, mình sẽ làm với thái độ khác. Cũng ăn lương bao nhiêu đó thôi, nhưng mà làm rất tâm, nhiệt lượng, cố gắng, tỉ mỉ, cần cù để sản phẩm ra luôn luôn người sử dụng được hạnh phúc, nó kia mình làm khác hoàn toàn. Thì lúc đó chủ cũng thương, mà sản phẩm nó ra được, công ty nó vẫn lên. Nhưng mà làm khác không, mình làm chỉ vì mình làm sao chủ mà đi vắng thì ngồi chơi à, tại vì mình mà đâu có nghĩ người khác đâu, miễn làm sao có lương là được rồi. Bởi chủ không biết, đâu chặt đã lương đúng là được rồi, được rầy là được rồi. Thí dụ gì đó, hai quan điểm nó khác nhau. Khi quan tâm người khác, làm khác cái việc này làm ra phục vụ người ta được, đi ra kia được, mình ráng mình làm. Rồi nghĩ rằng nếu mình làm giờ niệm Phật vô để người ta nghe cái tiếng niệm Phật nó chìm trong này, mà người ta sử dụng được cái công đức của Phật nó, mình lại còn niệm vô thêm nữa, mình còn đem những cái gì mình bỏ vô thêm nữa, hiểu không? Nó trở thành cái lối tu của mình nữa. Có gì hiểu cho nó không? Thành ra đặt câu hỏi của mình lại đó, làm hay không ăn cái việc làm của mình, làm phải quan tâm với người ta thật sự hay không? Tự nhiên mình quan tâm khi mình có một cái đề mục của nó là cái giác ngộ là cái gì, là bi trí phải đi chung, thấy không ha? Thì làm cái gì đó nó phải có cái sự bi trong rộng, tức là sự nghĩ đến người khác, sự thương mến người khác, sự khoan dung người khác, sự cũng như mở rộng đối với những người khác ha. Mà muốn như vậy đó ha, là phải chấp nhận những cái xấu của người khác thì mới khoan dung được. Nó gọi là nhẫn. Nhẫn là phải nhẫn nhục nha, nhẫn là một cái sự nghịch với mình nhưng mình chịu được, nó gọi là nhẫn. Còn nhẫn nhục là gì? Nén thôi. Chịu nhục mà nhẫn là nén thì nguy hiểm lắm, phải không? Thôi lúc nào mà nó phừng lên rồi thôi, có chịu lớn á. Phừng lên là không có còn kể xá cái gì nữa hết trơn á. Còn cái nhẫn này là mình chịu được là mình hiểu cái chân lý, thấy không? Như mình nhẫn được cái vô ngã, thấy không? Nghe không có ngã, người con người đó mặc dù mịt mình hết nhưng mà mình nhận. Nó gọi là nhẫn được cái vô ngã, thành ra trước khi đạt được quả gì vô ngã, nó đạt được cái nhẫn ngã trước, gọi là ngã nhẫn trước. Trước khi đạt được vô sanh, đạt được cái nhẫn về vô sanh trước. Trước khi sanh được tâm từ bi thực sự thì nhẫn được tất cả những cái pháp xung quanh, tức là chịu được những cái nghịch ý của mình. Nghịch ý của mình là gì? Là nghịch với cái sự quan tâm, cái sự ước muốn của mình. Cái sự ước muốn của mình toàn là nghiệp không à? Chính sự ước muốn của mình làm cho mình đau khổ chứ không có gì hết trơn. Tại vì thế gian người ta có ước muốn riêng hết á, người nào cũng hạnh phúc, người ta cũng muốn, thành ra có những ước muốn nghịch với mình. Thấy không? Thành ra quý vị, kỳ rồi tôi dạy cái phá trụ chấp. Kỳ này tôi nói là dạy quý vị cái cách giác ngộ, tự tìm lại cho mình, phải tự suy ngẫm qua ba cái nghiệp của mình. Là cái thân, cái khẩu, cái ý của mình và hành động của mình. Nó gọi là bốn nghiệp đi. Hành động của mình nó gọi là cái tác pháp á. Những hành động của mình đối với xung quanh. Thấy không? Và một cái nữa là cái đức độ của mình. Đức độ của mình thì mỗi xã hội nó định khác nhau hết. Định cái đắc độ, đức độ trong người dân Mỹ là người Mỹ biết giữ được pháp, nó gọi là có đức độ. Thấy không? Còn đức độ của đạo Phật đó, nó nằm trên cái vấn đề mà cái những cái giới đức mà Đức Phật dạy cho mình. Nhưng mà lúc đó là mình chưa giác ngộ thì mình phải cần nương vào cái giới của Phật để đừng có làm sai lầm. Rồi mình suy ngẫm mà cho nó trúng rồi đó, tự động mình làm theo đúng cái toàn giác của mình. Đối với người xung quanh mình làm với cái tâm đó rất là open. Nó là rộng mở. Và cái tâm bị rộng mở đó, bây giờ ngồi đây mở rộng tâm thương tất cả mọi người, họ không khí trong phòng để chuyển lên nè, nó có một sự gì mát mẻ trùm khắp làm kia, tình thương nó sẽ lan ra hết trơn. Còn ở đây mỗi người mà nghĩ là tôi sẽ học cái này, tôi sẽ biết cái này, biết cái kia, rồi tôi sẽ dùng cái này mà nó nói với con này, rõ ràng cái bản ngã của mình nó siết mình, nó có cục nhỏ xíu à, thấy không? Mà chính cái đó nó làm cho mình đau khổ, bởi vì cái quyền muốn hạnh phúc đau khổ của mỗi người là mỗi khác, thấy không? Chỉ có mình thấy rằng hạnh phúc đau khổ của mỗi người là hạnh phúc đau khổ của mình thì mình mới nhẫn được, thấy không? Hành động cái đó chuyện rất là trúng, thấy không? Ở trong nhà mà con chuột nó khổ mình cũng khổ đó với nó nữa, nó chạy cả nhà, nó chạy rần cho nó không yên được, chứ được nói chuyện chứ không phải nói gì con người, mà nó hạnh phúc đau khổ rồi đó, mà nhiều khi tiếng kêu của nó là mình cũng vui nữa, thấy không? Thành thử ra nó quý vị
Và khi mình hiểu được cái đó thì tự nhiên tâm sát vị sẽ mất. Bởi vì quý vị đức con tai quý vị đau khổ, thì quý vị thấy chúng sanh nào đức sợ lông, đức con tai nó cũng đau khổ, tự nhiên mất tâm sát à. Chính mình suy nghĩ mình thấy hạnh phúc đó, và tất cả lục đạo chúng sanh nó đều có hạnh, đều mong muốn hạnh phúc đau khổ trong cái bản năng, trong cái sự nhỏ hẹp của nó. Mình cảm thấy xót xa khi mình bị một cái gì thì tự nhiên mình không muốn nó vậy. Tự nhiên giới là giữ đúng đó nè. Có gì không? Cái tâm từ bi thực sự á, nó là cái sự từ gọi là từ á, là ban vui, bi là cứu khổ. Nó thuộc về tình thương. Nó là sự tình thương yêu, cái sự bi mẫn, cái cảm xúc bởi những cái đau khổ ở ngoài mà nó phát sanh ra. Thành ra người nào mà chưa có cái yêu thương mà chưa có bị xúc động á, thì coi những cái thường thường cái làm cho mình xúc động nhất là sự giết chóc. Mà vì ai cũng có cảm thấy đau đớn về thân xác hết đó. Thành ra thường thường là mấy tổ nó mà vô mấy cái loại sát sanh thời gian là tự nhiên là cảm thấy thương à. Thấy trước khi nó chết nó dị dùng, nó đau khổ rồi kia, tự nhiên nó phải có cảnh, nó có kích thích để làm cho mình phát sanh được cái tình thương yêu. Còn cái này á, cái tình thương yêu mà nói cho cô á, nó có cách tập hay không, nhưng mà cô không cần tập đó, nhưng mà cô tập về cái quán được những cái sự mà cộng sinh xung quanh á, thì tự động nó phát sanh à. Thấy không? Bởi vì mình thấy rằng cái sự hạnh phúc thật sự của mình là những cái đó, là tự nhiên nó phát sanh ra, tự nhiên sẽ tâm đến ý người ta, mà không cần phải nhìn các cảnh bị chúng sanh bị giết chóc đau khổ để mình tìm cách để mình rung động trong người mình nữa, hiểu không? Dạ, mà thưa thầy, nó rộng rộng hơn cái tình thương hay là nó là tình thương? Nó là tình thương, nhưng mà cái tình thương đó là tình thương do cái sự giác ngộ, tức là hiểu biết. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có một cái sự mong cầu bình đẳng giữa hạnh phúc, thấy không? Và đều sợ đau khổ. Mình tự soi xét của mình thì mình thấy là hồi nào giờ mình luôn luôn mong cầu cái đó. Bởi vì soi xét gì mới thấy là chính mình này đang có cái đó nè, thấy không? Và mình có những cái mình giải quyết không được, thấy không? Cái như mình đau bây giờ mình cảm thấy rằng mà không ai ăn ủi mình sẽ khổ sở, ví dụ gì đó. Thành ra sau này gặp người nào đau mình sẽ ăn ủi rồi. Vì khi mình cảm thấy là những cái đó nó làm sơi bớt cái sự đau khổ của mình, giữ bớt sự muộn của mình, thì mình lấy cái đó làm kinh nghiệm để đối xử người khác, mình mới quan tâm với người khác được. Thấy không? Mình đính cho mình có bản thân mình có. Thành ra khi quán xét của mình á, mà con người ta thì giống nhau, nên cái thường thường cái quán xét mình được thì người khác cũng giống vậy thôi à. Nhưng mà cái trạng thái người ta trong cái môi trường người ta khác thôi, thì tự động cái tâm mình sẽ trải rộng đến người khác. Thấy không? Những mấy người mà hồi xưa làm y tá đó, bệnh nhân lên ra ngoài nó sần vô la sùm rồi nó xong cho ngủ này kia, nhưng mà chính mình bệnh đi. Thấy không? Mình đau đớn gì mình có la không? Nếu mình đặt tình trạng rồi, tự nhiên sau này nếu mình giải quyết cái vấn đề đó rồi đó, thì họ la rồi, thôi bình thường đó. Thì mình giải quyết nó mốt chốt đó, mình cảm thấy chính mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình có thể mình la lớn, la còn hơn la nữa. Thấy không? Thành ra lúc đó mình sẽ không có buồn phiền, không có gì ở kia nữa. Rồi họ bực bội, họ khó chịu, mình giải quyết được cái đó. Mình bệnh mình cũng vậy thôi à. Mình có thể mình bực bội khó chịu hơn nữa, thì tự nhiên mình, cái tâm mình nó sẽ open với người đó bằng cái tình thương yêu thật sự nữa. Còn mình là tại vì chính mình quan tâm của mình không thích cái chuyện lên la, nên bây giờ mình mới khó chịu của người ta, mình không thích cái kia. Nhưng mà khi mình quán xét chính cái sự đau khổ của mình trở lại đó, thì mình thấy mình cũng giống hình, chúng sanh ai cũng vậy thôi, ở tình trạng đó họ phải vậy. Nên mình tự nhiên mình cái tình bị thương mình nó hiểu được rõ ràng, nó open, nó rộng rãi, nó phát bao dung đó cho người khác, thì tự nhiên cái toàn giác đạo Phật nó có bản thể của nó là tâm bi nằm trọng. Tâm bi là tướng của nó, mà không phải là do cái sự mà quán gì tâm bi, phải gặp ai phải thương mến quán tâm bi. Tôi có chỉ quý vị rồi, 7 điểm nhân quả này kia đó là kỹ thuật để sanh ra tâm bi. Nhưng mà khi quý vị hiểu được cái toàn giác của Đức Phật đó, tâm bi nó phát sanh một cách tự nhiên, là chính quý vị do quán xét chính mình, đặt mình trong trọng trạng đó, mà thành thử ra tự nhiên là mình sẽ hiểu rằng mình vậy, chúng sanh cũng vậy. Mà chúng sanh nó vậy thì làm gì mình trách chúng sanh, hiểu không? Cô dạy con mà quan sát đi, cô sẽ thương chồng cô hơn. Cô sẽ chấp nhận những cái xấu của ông. Anh là Phật, nhà kính bạch thầy, chữ từ bi và chữ bạc ái, hai người chữ đồng nghĩa với nhau không, hay là còn gì cả? Hai chữ đồng nghĩa với nhau, hai chữ đồng nghĩa với nhau, nhưng mà bác ái là dùng cho bên Thiên Chúa. Bác là rộng, cái tình thương yêu nó rộng. Cái ái là cái tình thương yêu nó rộng, nhưng mà cái bên Thiên Chúa tại vì cái giáo điều của nó hàng ngàn loài người thôi. Nó đặt cơ bản là loài người, đó là khác, nó không có để ý. Nhưng mà đạo Phật nó rộng, nó cái sự hạnh phúc đạo khổ chúng sanh là hạnh phúc của tất cả những cái lục đạo chúng sanh xung quanh. Thành thử ra mình ở nhà mình có con ma đó, mình đột kia pháp đuổi đó, mình cũng không nguyên với nó. Phải không? Bởi vì mình thấy mình muốn ở cái nhà mình không cho nó ở, thì nó đâu có chịu, nó hạnh phúc của nó mà, thì đương nhiên đủ một cách nó phải tấn công mình lại, đương nhiên nó phá. Phải không? Còn nó thôi,
anh ở trong nhà này, tôi cũng ở trong nhà này mà tôi cũng đâu thấy anh đâu thấy tôi. Thôi, mình cũng chung sống với nhau, tôi có ăn tôi còn chia sẻ anh, thì nó trở thành người bảo vệ. Bởi vì có mình ở đó nó còn có ăn nữa, còn không có mình nó không có ăn, thì đương nhiên nó có pháp mình nó còn bảo vệ nữa. Thấy không? Mà khi mình thương nó thì nó trở thành hành động khác. Mà chưa gì hết đó. Nó nghe nói này xui xẻo kêu thầy mùa thầy pháp về rồi hóc đuổi nó đi thì đó nó có đâu có yên đâu nó cũng nó chờ thầy pháp đi đó là nó phá lại không? À, thầy tất cả những cái gì đó thành ra mình quán xét cái từ bi đạo Phật á là thông cảm là chấp nhận cái sự hạnh phúc của những cái khác chứ không phải quan tâm chính mình không nha, mà quan tâm đến những cái khác xung quanh mình, nó gọi là từ bi, muốn tất cả những người xung quanh mình được an vui, được hạnh phúc. Thì mình biết rằng mình sống trong một cái cộng đồng, cả cộng đồng đó nó đều là người thánh thiện, được an vui hạnh phúc thì mình hạnh phúc thôi, mình không cầu đó phải lớn à. Còn bây giờ mình tự tạo cho mình mà mình ém không khác không cho hạnh phúc thì người ta sẽ chống đối, tại cái đó là cái quyền của người ta mà. Mà người ta chống đối mình thì đương nhiên mình sẽ khổ, mình cứ nghĩ là mình khô, mình cuối cùng là mình là khổ nhất, xung quanh tới cứ chống mình hoài, hiểu không? Bởi vì mấy bộ tác giới mới cấm đôi mèo, tôi thấy bộ tác giới cấm đôi mèo không? Tại vì mấy ông thầy không đọc cuốn sách giới kỹ mới bỏ con mèo vô. Có nhiều khi chùa không có nuôi mà mới thử đem con mèo bỏ lại, không lẽ rồi chùa bây giờ rủ con mèo đi, thấy không? Nhiều khi Phật tử có nuôi nhưng Phật tử mình nó đâu phải là ông thầy, thấy không? Thấy bây giờ chùa chịu quá đem con mèo không bỏ lại rồi giờ không lẽ con mèo đói kêu con mèo tội nghiệp mới cho nó ăn rồi thấy giống như nuôi. Ví dụ như nhà mình thấy như vậy thì nhà mình có đi nuôi con mèo để cho có cái keo con mèo để con chuột đi không? Tôi hỏi coi á, bây giờ ông Phật trúng hay là con trúng? Không, ông Phật trúng thì Phật cấm nuôi mèo rõ ràng, con thợ sắp chết mà Phật cấm nuôi mèo mà. Nhưng mà chùa có mèo mà. Con chùa có mèo là tại Phật tử Phật đem lại. Không, Phật tử Phật đem lại, bỏ vô. Thấy không, cho ông thầy ông đâu có nuôi. Thành ra bây giờ ông thầy bỏ đôi mà bây giờ mình cho tâm từ bi thì gặp mấy con mèo nó đói mà phải cho nó ăn chứ không lẽ nó đói nó. Con xin thầy chuyện mà chùa ở đâu nó tới hoặc người ta đem lại thì thầy nuôi nó thì thầy cho nó ăn đầy đủ nó không bắt chuột gì. Con mèo là cho cấm bắt chuột được, nó bắt chuột rồi không à. Cái bản tánh nó vậy mà nó cấm nuôi. Mà ông thầy chấp nhận cho nó ở chùa chứ không phải chấp nhận nó đuổi chuột rồi. Bây giờ chọi con đó bây giờ xong rồi giờ ông thầy bây giờ mà đuổi nó đi thì sao? Bởi vì nói sao nó ông thầy này không từ bi. Bây giờ đuôi con mèo thì đó ông thầy không từ bi con chuột. Thấy không? Mà đuổi con mèo đi bỏ đói đó thì bây giờ nó không từ bi đó con mèo thì cái tâm bi la. Thấy không? Hả? Như ở chùa này cho mèo con nam này con nuôi liền. Thì trời ơi tôi nói bây giờ muốn bắt hết đi rồi ai cho bắt đâu. Mà cô bắt đi là cô bị phạm giới Bồ Tát. Thấy không? Dạ con cho con xin hỏi bởi vì nhà ví dụ con nhà làm một cái thừa ruộng. Mà cứ thương là chuột phải đi là sâu bò thì đến phá hoàn toàn xung quanh người ta đi xịt thuốc cả mới có ăn. Nhưng ngược lại như con mà không xịt thuốc đi không có ăn thì làm sao đây? Xin thầy cũng giải quyết vấn đề. Tôi nói thầy đó, thầy theo đạo Phật, Phật nói là tất cả những cái pháp thế gian đều do nhân quả phát sanh. Thấy không? Ở nhân quả thầy ở nhà thầy không, mà nhân quả thầy hồi xưa chưa bao gieo nhân duyên với thù quán với một, bất cứ một cái loài nào hết trơn thì không có loài nào nó phá thầy được hết trơn á. Thiệt á. Nó bằng chứng ông tổ nè, ông tổ ông nói nè, ông tổ đó ha, cái chỗ đó là trộm cướp là đạo tặc tùm lum mới thầy vô xà thế đó, ông thầy vô xà thế ông muốn cho thầy biết là nhân quả chỗ đó là phải là để cái gì ra nó chôm này, để gì chôm thì ông thầy của tôi vô xà thế được thế cho cái bị cũng như kim tuyến nó đẹp lắm, ở trong đó để đồ đạc. Ông nói giờ tôi treo cái bị này giữa cái cửa chợ nè, tôi là người tu, tôi biết là trong mấy trăm đời tôi không hề phạm cái lỗi gì là trộm cắp của ai, không ai trộm cắp đồ tôi được. Không để đó, 3 ngày sau lại yên nguyên. Cái túi nó là chắc xấu lắm. Không phải, ông là quốc sư mà. Ông vua ông cho đồ nó là ngon lành không mà. Túi đồ trang lấy quốc sư. Cái túi đẹp luôn hết, cái gì cũng đẹp hết đó. Nó nè, nó nhận quả cho cô đó, mà không có té xe đó. Cô bây giờ cố tình ở trên xe con nhảy xuống, cô không sao nữa. Không, nhảy xuống là cũng dính vô gì đâu, không có sao. Thành thử ra tôi nói là tất cả những gì mình xảy ra đó là do nhân duyên của mình. Thấy không? Cái hàng hồi xưa đó mà cô mà có quan trái với chuột á, cô có xịt thuốc cả ngàn cái cây thuốc đi cũng nó cũng tới à. Cô mà không quan trái của nó đó, không có con nào hết trơn. Thầy con có ý kiến không? Mà nhiều khi cô rầy nó còn đi nữa. Cái bà kia đó, bà mà hồi xưa tôi nói tôi kể chuyện rồi đó, bà mà luôn luôn gặp kiến, bà cho đồ ăn đồ hoài đó. Thấy không? Con kiến á, mà bà nhà kiến đâu kiến à?
mà ở chùa đó nhiều khi bỏ cái cốc rồi mày trước có kiến bà lấy cái nhà bà cắm đó mà nói bà đọc chú mấy chú là mấy chú dặn xong thì chân ngôn nó đi mất à. Bà thí nghiệm trước mắt bao nhiêu người đó, vừa cắm 5 phút sau đi sạch không có con nào hết đó, dời một cái tổ đi luôn. Thấy không? Mà bà nói là bây giờ bà đọc niệm Phật chứ nằm người đọc cái chú giảng sanh. Tôi không nghĩ là vậy. Thấy không? Người khác áp dụng đâu có linh đâu. Tôi hỏi lại là quả nhiên từ hồi nhỏ bà thương kiến cái cục lắm, bà cho nó ăn uống bằng uống thứ dữ lắm. Thấy không? Thành ra bà đối với nó có cái nhân quả rất là mạnh. Thấy không? Thành ra bà nói gì nó nghe. Không phải đó là cái lực của nhân quả nhưng mà nó hiểu được cái tiếng nói của mình, hiểu không? Tự nhiên bà có một cái lực rất là lạ đó chứ. Thấy không? Thành thử ra đó, không có mình mà đầy đủ cái phước đức đầy đủ cái kia không có loài nào nó tấn công được. Cái ông tổ kia đó ông ở rồi cái Phật tử vô cái giường ông thấy rệp được nhiều đó. Thấy không? Nó để con giết ông hay không? Chỉ nói công đức mình không đủ nên mới có loài này tấn công. Cái gì thôi, để tôi tu. Tu thời gian là kiếm không con rệp không có, đi sạch hết rồi. Thấy không? Thành ra có nhân duyên nào hay những nhà nào âm khí gì tâm tà âm khí thì mấy bạn tà nó mới hết tâm mình mà tránh đạo tránh pháp đi tránh kiến không nghe cái tà này nhưng mà nó không thích rồi tự nhiên cái đó nó không phải đi nha quý vị tụng kinh tụng liễn mà đọc chú Lăng Nghiêm rồi mới tỏ là dương khí mạnh mà mấy loại kia tự nhiên nó chịu cái nó chịu không nổi tự nhiên nó đi đâu có mà phải làm gì nó không? Không thành ra thực sự chỉ sửa tâm của mình hiểu được mình thông cảm với nó có sự sinh sống của nó sự quyền hạnh phúc nó ngu mà nó đâu có biết với mình tại không hợp với cái sự quan tâm của mình đó không? Mình muốn tất cả thế gian phải hợp với mình chứ mình không bao giờ mình chịu hợp với nó.